Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2351, tiếp dẫn sứ giả đến 1. Trương Sư, đây là ban thưởng mà Tổng Bộ ban cho chiến sư trao đổi lần này. Trương Huyền mang theo đám người Tôn Cường trở lại chiến sư đường, thời gian không dài, hình đường chủ liền đến trước mặt. Lần trước tứ đại chiến sư đường trao đổi, tuyển chọn 20 vị chiến sư đi kiếm chỉ của Tiềm Xung đế quốc, Thanh Nguyên đế quốc độc chiếm tất cả danh ngạch, nhận lấy Tổng Bộ khen ngợi, ban thưởng đã thông qua phương pháp đặc thù đưa tới. Tổng cộng 120 viên tinh nguyên thượng phẩm, nhiều hơn 20 viên so với dự đoán, có điều lấy quyền hạn của ta, chỉ có thể vận dụng một nửa, cũng chính là 60 viên. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra mấy cái hộp ngọc đưa tới. 60 tinh nguyên thượng phẩm, không tệ. Mắt Trương Huyền sáng rực lên, nhịn không được cảm khái. Không phí công ta vất vả huấn luyện một hồi. Vất vả huấn luyện. Mí mắt của hình đường chủ nhịn không được nhảy loạn. Suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Người đáp ứng huấn luyện giúp, cho ra kế hoạch, liền trực tiếp mất tích, chạy tới sông đường chơi, ngay cả tỉ thí cũng không có tới. Cái này cũng gọi vất vả mà nói, người huấn luyện chân chính còn cần sống hay không? Đa tạ. Không để ý tới mí mắt của đối phương nhảy loạn, Trương Huyền mở hộp ngọc ra, cảm nhận được linh khí nồng nặc trong đó, thỏa mãn gật đầu. Có nhiều tinh nguyên thượng phẩm như vậy. Tu vi của mình tất nhiên có khả năng tiến thêm một bước, đạt tới cấp bậc cao hơn. Mặc dù thân là danh sư, có nghĩa vụ trợ giúp chiến sư tăng lên sức chiến đấu, nhưng có thể thừa cơ đạt được chút chỗ tốt mà nói, chắc chắn sẽ không chối từ. Đây là trước đó đáp ứng, không có gì. Nếu như Trương sư không có gì cần, ta liền không chậm trễ ngươi tu luyện. Biết linh thạch tới, đối phương khẳng định sẽ tu luyện, hình đường chủ không nói thêm lời, cáo từ rời khỏi. Hắn vừa đi, Trương Huyền không có quá nhiều chần chừ, thân thể nhoáng một cái, đi vào Thiên Nghĩ Phong Sào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Công pháp tu luyện thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh đã sớm có, thiếu hụt là tinh nguyên thượng phẩm, hiện tại đến tay, tự nhiên phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Dù sao vây ở thánh vực tam trọng đỉnh phong đã hơn 10 ngày, cũng nên đột phá. Tất cả đều là giả, thực lực mới là trọng yếu nhất. Không có thực lực. Bạn gái cũng có thể là của người khác. Điều chỉnh trạng thái, đạt tới đỉnh phong nhất, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, ngón tay điểm một cái, một viên linh thạch từ trong hộp ngọc bay ra ngoài. Linh khí tinh thuần dễ uộn trào mãnh liệt, ở dưới trận pháp gia trì rất nhanh hội tụ ở chung quanh thân thể, dọc theo huyệt đạo tràn vào. Còn chưa đủ. Biết nhu cầu của mình đối với linh khí, so với tu luyện giả bình thường phải hơn rất nhiều, tiếp tục nhấn tới. Siêu 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 siêu. Còn lại hơn 50 viên linh thạch thượng phẩm, từng cái tiếp lấy bay ra, phân tán ở bốn phía thân thể, dựa theo vị trí đặc thù hạ xuống. Ầm ầm. Linh khí trong 60 viên tinh nguyên thượng phẩm bị tụ linh trận lôi kéo, thời gian nháy mắt sền sệt giống như chất lỏng. Đổi lại những người khác, loại tình huống này vô cùng có khả năng hô hấp không thoải mái, không những không thể tu luyện, còn có thể xuất hiện hiện tượng tu vi lùi lại. Cái này rất giống rượu ngon. Độ cồn thấp uống rất thoải mái, quá cao, biến thành cồn, uống chính là đòi mạng. Linh khí quá nồng nặc, tốc độ hấp thu không đủ, sẽ xuất hiện lực lượng nhập siêu, như nước ở địa phương cao chảy về phía thấp, rất dễ dàng dẫn đến lực lượng sụp đổ, thậm chí bỏ mình. Bất quá Trương Huyền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thân thể trải qua ngũ diệu kim thân, thiên đạo thân thể rèn luyện, đã có thể so với thánh khí trung phẩm, linh hồn càng tu luyện thiên đạo vu hồn, mạnh mẽ đến cực điểm. Bởi vậy, linh khí đối với hắn mà nói, càng nhiều càng tốt. Linh khí càng tụ càng nhiều, thấy đạt đến nồng độ nhất định, lúc này Trương Huyền mới há to miệng, bỗng nhiên khẽ hấp. Ầm ầm. Khí tức hùng hồn, lập tức dọc theo huyệt đạo, miệng, tràn vào trong cơ thể, nhanh chóng hội tụ tới đan điền. Trong đan điền, Thái Anh cao 10 mét nhìn thấy linh khí vọt tới, hưng phấn khoa tay múa chân, từng ngụm thôn phệ, không ngừng phát sinh lột xác. Thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh là không ngừng hấp thu lực lượng, tẩm bổ thai anh, để nó lột xác thành nguyên thần, giống như người thật. Hiện tại linh khí đầy đủ, lại thêm thiên đạo công pháp đã nhớ kỹ trong lòng, thai anh lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cả người khí tức đang không ngừng tăng cường. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Nương theo thai anh biến hóa, linh khí của tinh nguyên thượng phẩm cũng bị rút lấy sạch sẽ, từng cái phát ra thanh âm giòn vang, bắt đầu vỡ vụn. Tiêu hao thật lớn. Lông mày Trương Huyền nhảy loạn.
trước đó cho rằng 50 viên tinh nguyên thượng phẩm, liền có thể để cho mình từ thai anh cảnh đỉnh phong, đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, hiện tại xem ra. Vẫn là nghĩ quá dễ dàng. Thiên đạo công pháp tu luyện tới đằng sau, yêu cầu đối với linh khí càng ngày càng tinh thuần, số lượng cũng càng lúc càng lớn. Tu luyện tới hiện tại, tinh nguyên thượng phẩm cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tài lữ pháp địa, quả nhiên tài là vị trí thứ nhất, không có tài nguyên, thiên phú khá hơn nữa cũng vô dụng. Trong lòng than thở, trước đó còn nghĩ mau chóng đột phá đến thánh vực thất trọng, nắm giữ lực lượng chiến một trận với thiên tài Trương gia, hiện tại xem ra không dễ dàng như vậy. Chỉ là gom góp linh thạch liền khá là phiền toái. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Rốt cục, sau khi bể nát 32 viên tinh nguyên thượng phẩm, giống như phá vỡ một loại bình cảnh nào đó, đột phá ràng buộc của thai anh cảnh. Ầm ầm, khí tức đột nhiên biến hóa, đến thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh. Chương 2352, tiếp dẫn sứ giả đến 2. Tu vi đột phá, Trương Huyền lập tức cảm thấy tư duy của mình trở nên càng thêm rõ ràng. Thân thể cùng linh hồn phát sinh biến hóa, cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, cực kỳ có lực lượng. Không chỉ như vậy, phản ứng cũng nhanh hơn. Trước đó chiến đấu với cường giả xuất khiếu cảnh, lực lượng cùng chân khí không yếu, nhưng phản ứng vẫn chậm một chút, không mượn minh lý chi nhãn mà nói, khả năng ngay cả phân thân của Thanh Điền Hoàng cũng chưa chắc có khả năng chống lại. Mà bây giờ, một ngón tay liền có thể nghiền chết, không cần tốn nhiều sức. Tiếp tục, thấy còn thừa linh thạch. Không rảnh dầu dĩ, Trương Huyền ổn định tâm cảnh, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Sau gần nửa canh giờ, còn lại 28 viên tinh nguyên thượng phẩm, toàn bộ vỡ vụn, mà tu vi của hắn, cũng thuận lợi đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ. Xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt, không gian chung quanh lập tức ngưng động, giống như thực chất. Thật mạnh, cảm nhận được nắm giữ không gian tiến thêm một bước, ánh mắt của Trương Huyền sáng lên. Thực lực bây giờ... Cho dù gặp được Thanh Điền Hoàng ở đầm lầy Tề Bắc, không cần mượn nhờ phân thân, cũng có thể tùy tiện chém giết. Từ thai anh cảnh đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ, tấn thăng 3 tiểu cấp, nhưng thực lực tăng vọt không chỉ gấp 2. Thực lực bây giờ, gặp lại Thanh Điền Hoàng, không cần mưu kế, không cần phân thân, chỉ dựa vào lực lượng cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Nói cách khác, giờ phút này hắn đã có thể so với xuất khiếu cảnh hậu kỳ, thậm chí cường giả đỉnh phong bình thường cũng có thể chiến một trận. Xuất khiếu cảnh, mỗi một tiểu cấp cần trải qua một lần lôi kiếp, ở giữa chênh lệch như là hồng câu. Còn không có đột phá, liền có thể vượt cấp chiến đấu, truyền đi, tuyệt đối có thể dọa người chết tươi. Đương nhiên, thiên đạo công pháp phối hợp thiên đạo võ kỹ, lại thêm minh lý chi nhãn, điểm ấy cũng làm không được, vậy thì không cần sống. Đáng tiếc, chỉ có 60 viên linh thạch, không thể một lần đẩy tu vi lên nguyên thần cảnh đỉnh phong. Nếu lại có 60 viên linh thạch, đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong không khó lắm. Đến lúc đó, cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong cũng có thể chiến một trận. Loại danh sư như Tống Hiên, không cần kim nguyên đỉnh, cũng có thể dễ dàng đánh bại. Hình đường chủ chỉ có thể vận dụng 60 viên linh thạch, cũng thật không thể cầm tất cả phần thưởng của bọn hắn. Chiến sư đường được thưởng 120 viên tinh nguyên thượng phẩm, quyền hạn của hình đường chủ, chỉ có thể vận dụng một nửa, nếu có thể cho hắn sử dụng phần còn lại, khẳng định có thể lại tiến bộ. Đương nhiên, làm người không thể quá tham lam. Lấy ra một nửa, đã rất nhiều, thật muốn tát ao bắt cá, chiến sư của chiến sư đường tu luyện như thế nào. Thích ứng thực lực một chút, triệt để khống chế tu vi, lúc này Trương Huyền mới rời tổ ong. Thiếu gia, danh sư đường Ngô đường chủ nói sau khi ngươi xuất quan, mời đến danh sư đường một chuyến. Vừa đi ra gian phòng, chỉ thấy Tôn Cường tiến lên đón. Đi danh sư đường. Trương Huyền nhíu mày. Không phải vừa trở về không bao lâu sao? Lại qua làm gì? Ngô đường chủ nói, tiếp dẫn sứ giả của thánh tử điện tới, hỏi Trương sư có hứng thú tham gia tuyển chọn thánh tử hay không? Suy nghĩ một chút, Tôn Cường nói. Tiếp dẫn sứ giả đến. Ánh mắt của Trương Huyền sáng lên. Trước đó Mộc sư nói cho hắn biết, Lạc Nhược Hy vô cùng có khả năng ở thánh tử điện, muốn đi tìm, chỉ có thể tiến vào trong đó. Bất quá cũng không phải dễ vào như vậy. Có danh ngạch hạn chế. Lúc đó hỏi thăm, vị tiếp dẫn sứ giả này sẽ ở sau 20 ngày đến mang người đi, tính toán thời gian, cùng mục sư phân biệt vừa vặn 20 ngày, vị kia quả thực đã đến. Ta đi qua nhìn một chút. Dính dáng Lạc Nhược Hy, không có chút do dự, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, thẳng tắp bay về phía danh sư đường. Thời gian không dài, liền tới trong đó. Trương sư,
Hiện tại hắn là lão sư của tất cả danh sư, người người đều biết, vừa tiến vào lập tức có vô số danh sư ôm quyền khom người. Hắn là Trương sư. Thật đẹp trai a hát. Ta là fan hâm mộ trung thành của hắn, ta muốn sinh con cho hắn. Cút sang một bên, người một nam nhân, làm sao sinh? Chung quanh lập tức vang lên tiếng nghị luận. Sau sư tự thiên âm, Trương Huyền thay thế vị trí của Trương Cửu Tiêu trước đó, thành thần tượng của toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc. Nhìn thấy hắn xuất hiện, người trẻ tuổi đến danh sư đường học tập, tất cả đều mặt mũi kích động, từng cái không kềm chế được. Đây không phải sinh hoạt ta muốn. Tâm thật mệt. Nhìn thấy đám người cuồng nhiệt như vậy, Trương Huyền có chút bất đắc dĩ. Nói thật, hắn chỉ muốn khiêm tốn sinh hoạt, yên tĩnh học tập, yên tĩnh tấn cấp, yên tĩnh làm mỹ nam tử. Nhiều người như vậy, điên cuồng say đắm, cũng không phải hắn thích. Quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy cái mông cối say lúc trước điên cuồng say đắm Trương Cửu Tiêu cũng ở trong đám người, thấy hắn nhìn qua, không ngừng thét lên, hận không thể vọt thẳng tới hắn ép lên đất. Ngay sau đó, càng thêm đau buồn. Được rồi, cũng nên rời Thanh Nguyên Thành a. Trương Huyền than thở một tiếng. Tới Thanh Nguyên Thành hơn 20 ngày, thời gian đã đủ lâu, cũng là thời điểm rời đi. Danh ngạch Thánh Tử Điện, nhất định phải cầm tới. Nắm đấm căng thẳng, mắt Trương Huyền sáng lên. Chương 2353, hai vị dự thính 1. Ở dưới một vị danh sư dẫn đầu, rất nhanh liền tới một đại điện. Trong phòng, đám người Ngô Đường chủ, Diêu Mạn Thiên đều có mặt, trên chỗ quý khách, ngồi một trung niên mặc cẩm y, phía sau hắn thì đứng hai thanh niên. Lặng lẽ nhìn sang, khí tức của trung niên thâm thúy, như lôi đình, sâu không lường được, nhìn không ra thực lực cụ thể. Hai thanh niên, nguyên thần chiếm cứ trong cơ thể, lực lượng như biển, vậy mà tất cả đều là nguyên thần cảnh trung kỳ. Nhìn tuổi tác của bọn họ, hẳn là cũng không cao hơn 30 tuổi, trẻ tuổi như vậy liền có loại thực lực này, chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung, so với Trương Cửu Tiêu, chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Trương sư, thấy hắn đến. Ngô Đường chủ đứng dậy, cười giới thiệu. Vị này là tiếp dẫn sứ giả của Thánh Tử Điện, Triệu Hưng Mặc, Triệu sư. Triệu sư, vị này chính là Trương Huyền Trương sư ta đã nói với ngươi, thiên phú vô song, không chỉ thứ nhất của Thanh Nguyên đế quốc, ở bát đại phong hào đế quốc, chỉ sợ cũng có một chỗ cắm rùi. Nhìn một chút, Triệu Hưng Mặc nhẹ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Dường như giới thiệu như vậy, sớm đã nghe quen, không có một chút gợn sóng. Thấy đối phương không có hứng thú quá lớn với hắn, Trương Huyền cũng lười chú ý, nhìn lại bốn phía. Trong phòng không chỉ có mấy vị này, Trương Cửu Tiêu cùng hơn 10 thiên tài trẻ tuổi của Thanh Nguyên danh sư đường cũng có mặt. Người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Chờ một hồi, lại có hai người đi tới, tựa hồ Triệu Hưng Mặc không có thời gian, nhíu mày mở miệng. Ngô Đường chủ lên tiếng, nhìn quanh một vòng. Chư vị Triệu sư này, chắc hẳn không cần giới thiệu. Là tiếp dẫn sứ giả lần này, phụ trách tuyển chọn Thánh Tử Điện. Phía dưới mời hắn nói một chút, khảo hạch như thế nào, cần chuẩn bị cái gì. Đám người đồng loạt nhìn qua. Không cần chuẩn bị, ta nói thẳng ra yêu cầu, không hợp cách, không cần lãng phí thời gian. Mí mắt nhấc lên, Triệu Hưng Mặc khoát tay áo, mặt không hề cảm xúc. Có thể tới khảo hạch, chắc hẳn đã có hiểu biết với Thánh Tử Điện, muốn tiến vào trong đó, yêu cầu thứ nhất là danh sư thất tinh dưới 30 tuổi. Tu vi đạt tới thánh vực tam trọng thai anh cảnh đỉnh phong trở lên. Chư vị ở đây, thoạt nhìn đều phù hợp, bất quá lấy ta đến xem, tu vi càng cao càng tốt. Hiện nay đạt tới thánh vực tứ trọng, có hai vị, bọn họ lưu lại, những người khác có thể đi về. Cái này, vậy thì tuyển chọn xong. Có phải quá trò đùa hay không? Không nghĩ tới nhìn tu vi, trực tiếp đào thải chỉ lấy hai người, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Thánh Tử Điện, không phải danh sư học viện. Chỉ cần phù hợp đều sẽ thu, là học phủ cao nhất của toàn bộ đại lục, chuyên môn bồi dưỡng thánh nhân, thực lực không đủ, cũng đừng có ở đây lãng phí thời gian. Triệu Hưng Mặc nhíu mày. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Ây! Không nghĩ tới hắn trực tiếp như vậy, Ngô Đường chủ có chút xấu hổ. Lấy tu vi trực tiếp quyết định, có phải quá võ đoán hay không? Triệu sư, có cần nhìn xem một chút hay không? Có nhiều danh sư, tu vi khả năng không mạnh. Nhưng phương diện khác không kém. Không cần, ta chỉ là sơ tuyển, đến tiềm xung đế quốc, còn cần tiến hành một lần sát hạch, vào Thánh Tử Thành, càng phải tiến hành khảo hạch cuối cùng, tu vi ngay cả nguyên thần cảnh cũng không đạt tới, sát hạch lại cũng qua không được, mang theo cũng là lãng phí thời gian.
Triệu Hưng Mặc tùy ý khoát tay áo nói. Thôi được rồi. Thấy đối phương nói như vậy, Ngô Đường chủ đành phải cười khổ lắc đầu, nhìn về phía đám người còn lại. Chư vị cũng không cần nhụt chí, cố gắng tu luyện, ở nơi nào cũng sẽ có tiến bộ rất lớn, chưa hẳn nhất định phải đi Thánh Tử Điện. Vâng, biết Đường chủ chỉ là an ủi, hơn 10 vị thiên tài đành phải lắc đầu, xoay người rời khỏi. Trên thực tế, bọn họ cũng có tự mình biết mình, dù tu vi cùng thiên phú không tính quá yếu, nhưng so với Trương Huyền và Trương Cửu Tiêu vẫn kém có chút xa. Thanh Nguyên Thành, chỉ có một danh ngạch mà nói, khẳng định tuyển không tới bọn họ. Thấy mọi người rời khỏi, chỉ còn lại có Trương Huyền cùng Trương Cửu Tiêu, ánh mắt của Triệu Hưng Mặc tập trung tới. Thánh Tử Điện, tuyển chọn đều là tinh anh đỉnh phong nhất của nhân tộc, về sau thống lĩnh một phương, trở thành một phương hào hùng. Muốn người khác thần phục, nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, thực lực mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, thực lực là tiêu chuẩn phán xét lớn nhất. Trương Huyền gật đầu. Điểm ấy cực kỳ chính xác, mưu kế, ngụy trang, dù có khả năng trấn nhiếp người khác trong thời gian ngắn, nhưng chân chính làm cho người tin phục, vẫn là thực lực. Thật giống như hắn hiện tại, ở Thanh Nguyên Đế Quốc, không người có thể địch, có dựa dẫm này, cái gì cũng không cần e ngại. Chỉ dựa vào ngụy trang mà nói, lực lượng sẽ yếu bớt, sớm muộn gì cũng sẽ bị đâm thủng. Bởi vậy, một phương hào hùng, chưa bao giờ dựa vào mưu kế, mà là nắm đấm đường đường chính chính. Không phục, nghiền ép là được, đánh tới người phục mới thôi. Danh sư Đường, sở dĩ nắm giữ thiên hạ, lấy lý phục người, làm việc công chính, chỉ là một trong số đó, càng quan trọng hơn là, nắm giữ sức chiến đấu mà những chức nghiệp khác không dám phản bác. Đã từng có hai chức nghiệp nhảy nhót, muốn lật đổ danh sư Đường quản lý. Chính là Vu Hồn Sư cùng Độc Sư. Cái trước bị diệt luôn. Đến bây giờ truyền thừa cắt đứt, một cái bóng cũng không tìm thấy, người sau cũng bị ép tới một góc. Không dám lấy thân phận chân thật gặp người. Đây không phải bá đạo, mà là quyền uy. Đạo lý giống vậy, thánh vực quý tộc để cho người ta sợ hãi, cũng không phải gia tộc bọn họ trước đó từng ra thánh nhân, mà là đến bây giờ, còn có nội tình cùng lực lượng để cho người ta kính sợ. Có nắm đấm, mới có nhân từ, lực lượng không đủ, nói nhiều hơn nữa cũng là nói nhảm. Chương 2354, hai vị dự thính 2. Trương Cửu Tiêu cũng thầm gật đầu. Mặc dù hắn là bàng chi, nhưng nếu như bây giờ tu vi đạt tới thánh vực lục trọng, thất trọng, gia tộc cũng sẽ chú trọng, không đến mức lưu lạc đến một phong hào đế quốc nho nhỏ, tranh đoạt một danh ngạch rất khó chiếm được. Thấy hai người rõ ràng ý tứ của mình, Triệu Hưng Mặc gật đầu, chỉ hai thanh niên phía sau mình. Hai vị này, là học sinh dự thính của Thánh Tử Điện, dù không đột xuất, nhưng cũng không yếu, hơn nữa phối hợp lẫn nhau, có khả năng hình thành trận pháp hợp kích đặc thù. Trong các ngươi, ai có thể ở dưới bọn họ liên hợp, chống nổi ba chiêu, coi như thông qua. Dầm. Nương theo lời của hắn, hai thanh niên đi ra, lực lượng trên người thả ra ngoài, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lạnh lẽo xuống, để cho người ta cảm nhận được áp bức nồng đậm. Thật mạnh. Mặc dù không có giao thủ, nhưng chỉ là khí thế, liền có thể cảm ứng ra, hai người này dù giống như hắn, chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ, lại đều có sức chiến đấu của nguyên thần cảnh đỉnh phong. Liên thủ hình thành trận pháp, chỉ sợ xuất khiếu cảnh sơ kỳ bình thường cũng có thể chiến một trận. Nói cách khác, hai người liên thủ, Ngô Đường chủ cũng chưa chắc có khả năng chiến thắng. Cái này, chỉ là dự thính, vậy học sinh chân chính của Thánh Tử Điện sẽ mạnh bao nhiêu? Các ngươi ai tới trước? Giới thiệu xong, Triệu Hưng Mặc nhìn qua. Trương Cửu Tiêu nhìn hai người trước mắt, nghiên cứu nửa ngày, cười khổ lắc đầu. Trương Sư, ta không biết ngươi cũng có ý định đi vào Thánh Tử Điện, ngươi đã muốn đi, ta bỏ quyền a. Bỏ quyền? Trương Huyền sững sờ. Còn nghĩ sẽ có một hồi tranh đấu, không nghĩ tới thiên tài Trương gia này lại trực tiếp nhận thua. Đúng vậy, chờ tự rước lấy nhục, còn không bằng chủ động rời khỏi. Trương Cửu Tiêu bất đắc dĩ. Từ gia tộc tới đây, tranh thủ danh ngạch duy nhất, đương nhiên cực kỳ khát vọng với Thánh Tử Điện, vốn nghĩ có thể thành công, ai biết Trương Huyền tới. Bất kể từ phương diện nào, đều đả kích hắn không có lòng tin. Trước đó tự nhận có thiên phú, còn cảm thấy có lực đánh một trận, kể từ khi biết đối phương là thiên nhận danh sư, liền không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều. Loại người này, nhất định sẽ chấn thước cổ kim, căn bản không phải là hắn có thể chống lại. Huống chi, vừa rồi đã tính toán một chút, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn ở trong tay đối phương chống qua ba chiêu khả năng không lớn. Cái này, thấy biểu lộ của hắn, Trương Huyền trần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hưng Mặc.
Triệu sư, người mới vừa nói, ai có thể ở dưới bọn họ liên hợp, nhận lấy ba chiêu, liền có thể thông qua khảo hạch đúng không? Không sai. Triệu Hưng Mặc gật đầu. Vậy thì tốt, nếu như hai người chúng ta, đều có thể nhận lấy, có phải Thanh Nguyên đế quốc có hai danh ngạch đi vào Thánh Tử Điện không? Trương Huyền nói tiếp. Đều có thể nhận được. Triệu Hưng Mặc cười nhạo một tiếng, mặt không hề cảm xúc. Cũng có khả năng một cái cũng không có. Vậy không nhất định. Trương Huyền lắc đầu. Trước đó bởi vì Lạc Nhược Hy, đối với Trương gia cực kỳ có thành kiến, nhưng đoạn thời gian ở chung này, phát hiện Trương Cửu Tiêu cũng chỉ là có chút tâm cao khí ngạo chút, ngoài ra làm người rất tốt. Danh ngạch đi Thánh Tử Điện, vốn là của đối phương, vì thế ly biệt quê hương, ở Thanh Nguyên Thành chờ đợi nhiều năm, mình trực tiếp cướp đi, thực sự rất băn khoăn. Nếu hai người có thể đi hết, như vậy tất cả đều vui vẻ. Nếu như hai người các ngươi đều có thể chống nổi ba chiêu, ta sẽ cân nhắc. Bất quá, không nên đánh giá cao mình, ba chiêu của hai người này, không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Thấy Trương Huyền tự tin, Triệu Hưng Mặc nhắc nhở một câu. Chỉ là cân nhắc mà thôi, hắn cũng không tin tưởng, danh sư ở một phong hào đế quốc nho nhỏ, cũng có thể kiên trì ba chiêu. Chỉ cần cân nhắc liền tốt, có thể kiên trì ba chiêu hay không, liền xem thực lực của chúng ta. Trương Huyền cười cười. Có tự tin là chuyện tốt, chỉ mong không phải tự đại. Triệu Hưng Mặc nhíu mày, nói. Được rồi, đến cùng các ngươi ai tới trước? Ta tới đi. Trương Huyền đi tới trước mặt, thân thể nhoáng một cái, phóng ra thực lực, chỉ có nguyên thần cảnh trung kỳ, ở trước mặt hai thanh niên, thoạt nhìn không có ý nghĩa. Khí tức không yếu, để huynh đệ chúng ta nhìn một chút, có thể có dạng thực lực gì. Hai thanh niên cười lạnh, lắc người qua hai trái phải, đi tới hai bên của Trương Huyền. Mặc dù còn không có động, lại đóng kín hết thảy chung quanh, cho người ta một loại cảm giác bị phong tỏa, như nhốt vào chiếc lồng. Còn không có ra tay, liền thi triển áp lực tâm lý, có chút thực lực. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Không hổ là cao thủ từ Thánh Tử Điện tới, còn không có động thủ, liền cho tâm lý ám chỉ, tâm cảnh yếu, sợ rằng sẽ lập tức sinh ra bối rối. Loại tâm tình này, một khi lên men, ảnh hưởng chiến đấu là cực lớn, hơi không cẩn thận. Vô cùng có khả năng còn không có động thủ, sẽ trực tiếp nhận thua. Phương pháp chiến đấu rất tốt, có điều so tâm cảnh với ta, các ngươi còn yếu chút. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi về phía trước một bước. Chương 2355, tự mình khảo hạch một. Đối phương muốn cho mình áp lực, ý định ở thời điểm cảm giác áp bách nồng nặc nhất, lại ra tay. Chiêu này dùng để đối phó Trương Cửu Tiêu, có lẽ có tác dụng, đối phó mình. Quá yếu. Không nói trước tâm cảnh của hắn đã đạt tới bát tinh trung phẩm, coi như không bằng đối phương, cũng không phải loại chiêu số này có thể chèn ép. Ầm ầm. Động tác của hắn rất nhỏ, thoạt nhìn không tính là gì, nhưng ở trong mắt hai thanh niên, lại giống có một tòa cự sơn lăng không đè xuống, để cho người ta luống cuống tay chân, không cách nào ứng phó. Ngay sau đó, trong đầu nổ vang, vừa rồi cho đối phương áp lực, lập tức phản phệ đến, hai người đồng thời cảm thấy chóng mặt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã trên mặt đất. Chức nghiệp kinh hồng sư. Triệu Hưng Mặc nhướng mày. Vị Trương Huyền trước mắt này, dù hai tay chắp sau lưng, lại ở trong nháy mắt thi triển linh hồn công kích trong chức nghiệp kinh hồng, không chỉ hóa giải ý niệm công kích của hai thanh niên không còn một mảnh, còn phản kích tới, để trong lòng bọn hắn sinh ra khủng hoảng. Chỉ một chút, liền nhìn ra mục đích công kích, vừa đập vừa cào, để dự thính của Thánh Tử Điện ăn thua thiệt. Cái tên này, quả nhiên không kém. Bắt đầu đi. Bàn tay lớn vẫy một cái, thanh âm thản nhiên nói. Ầm ầm. Ngoại nhân nghe, thanh âm của hắn không coi là gì, thực tế hai người nghe vào trong tai, lại giống như sét đánh, lập tức từ trong trạng thái chóng mặt kéo ra ngoài. Đáng ghét. Lúc này hai thanh niên mới phát hiện chúng chiêu, vẻ mặt đỏ lên, từng cái híp mắt lại. Vốn muốn dạy bảo đối phương, kết quả một cái nháy mắt liền bị đối phương dạy bảo, mất đi chính mình. Lửa giận mãnh liệt sắp thiêu đốt cả người. Dầm. Chân khí từ trong huyệt đạo lao ra, không gian bốn phía Trương Huyền bị phong tỏa, hai người lăng không chảo một cái, hai bàn tay một trước một sau, đồng thời bổ xuống. Một chiêu này phối hợp vô cùng tinh diệu, bất kể chân khí hay lực lượng, đều nắm tới đỉnh phong, tránh né một cái, liền né không được cái thứ hai, xem như xuất khiếu cảnh sơ kỳ bị nhốt ở trong đó, cũng khó mà chạy trốn. Đáng tiếc. Trương Huyền không phải xuất khiếu cảnh sơ kỳ, mà là sức chiến đấu có thể so với xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Trong mắt mang theo mỉm cười,
miệng nhẹ nhàng mở ra. Các ngươi đánh nhầm. Trong thanh âm mang theo ý vị đặc thù, tựa như tình nhân thì thầm, rơi vào trong tai hai người, để bọn hắn kìm lòng không được sắc mặt đỏ lên. Trong nháy mắt, bàn tay nguyên bản rơi vào trên người Trương Huyền, giống như hắn nói, đánh chật phương hướng, mỗi người rơi vào trên ngực đối phương. Bành! Bành! Kêu rên hai tiếng, đồng thời bay ngược ra. Vốn là tiến công Trương Huyền, kết quả biến thành, hai người đánh nhau. Ma âm! Triệu Hưng mặc sững sờ tại nguyên chỗ. Cái tên này là cố ý thị uy ta. Vừa rồi hắn dùng tiếng la, kéo hai người từ trong kinh hồng công kích tỉnh táo lại, mặc dù làm bí ẩn, nhưng đối phương khẳng định đã nhìn ra, cho nên mới dùng thủ đoạn ma âm để hai người tự giết lẫn nhau. Mục đích rất đơn giản. Ma âm, ta cũng biết. Hiển nhiên là thị uy hắn, cũng là cảnh cáo, trách cứ hắn can thiệp tỉ thí. Gia hỏa có ý tứ. Rõ ràng điểm ấy, Triệu Hưng mặc cũng không tức giận, mà rất tò mò về Trương Huyền. Có thể đi vào Thánh Tử Điện, không phải hậu nhân của đại gia tộc, liền là tuyệt thế thiên tài, về sau tất nhiên canh giữ một phương, trở thành tồn tại đỉnh phong. Nếu như gặp phải đãi ngộ không công bằng, không dám phản kháng, còn nói gì chấn nhiếp một phương. Bởi vậy, nhắc nhở hai người chiến đấu, thật ra thì cũng là một loại khảo hạch, muốn nhìn phản ứng của đối phương. Không nghĩ tới, lập tức lấy đạo của người trả lại cho người. Không có áp chế cùng oan ức chút nào. Chỉ là tâm tính. Liền sẽ không chịu thiệt. Có thể trở thành đệ tử dự thính của Thánh Tử Điện, không có một cái là đèn đã cạn dầu, ăn một lần thua thiệt, chẳng khác nào bại lộ át chủ bài ma âm cùng kinh hồng sư, lại muốn kiên trì hai chiêu còn lại, sẽ không dễ dàng như vậy. Triệu Hưng mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói nhiều nữa, mà tiếp tục nhìn sang. Hai thanh niên phụ trách khảo hạch, dù tuổi không lớn lắm, nhưng có thể trở thành đệ tử dự thính của Thánh Tử Điện, tất nhiên trải qua khảo hạch, chỉ dựa dẫm ma âm cùng kinh hồng. Liền có thể đánh bại, thật sự quá không để đối phương ở trong mắt rồi. Quả nhiên, hai người bay ngược ra, người ở trên không trung cũng đã tỉnh táo, con mắt đồng thời nheo lại, sát khí sôi trào. Bọn họ là tới khảo hạch, không phải tới xiếc. Một gia hỏa ở thâm sơn cùng cốc, thế mà liên tục đánh lén hai lần, để bọn hắn xấu mặt, tức giận đến sắp nổ tung. Vững chắc linh hồn, phòng ngừa linh hồn của hắn công kích. Thanh niên bên trái hét lớn một tiếng. Bàn tay ở sau lưng nhẹ nhàng đè ép, đã ngừng lại, nắm đấm bỗng nhiên bóp một cái, không gian chung quanh lập tức ngưng kết. Nguyên thần cảnh trung kỳ, thế mà thi triển ra không khí ngưng trệ chỉ cường giả xuất khiếu cảnh mới biết. Yên tâm, thanh niên bên phải, giờ phút này cũng phản ứng lại, đồng dạng đẩy về phía trước một cái. Hai người ngưng trệ không khí, lập tức chồng chất lên nhau, để bốn phía trở nên càng thêm ngưng thực, để cho người ta như trong nháy mắt rơi vào bùn nhão. Tiến lên hay lui về phía sau, đều hứng chịu ảnh hưởng cực lớn. Lợi hại! Nhìn một màn này ở trong mắt, Trương Huyền âm thầm gật đầu, dưới tình huống bình thường, hai người đồng thời thi triển ngưng trệ không khí mà nói, rất dễ dàng xung đột, từ đó làm cho không gian hỗn loạn, uy lực ngược lại không bằng một cái. Nguyên nhân chính là như vậy, cường giả xuất khiếu cảnh liên hợp, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là 1 cộng 1 bằng 0 chấm mấy. Hai người trước mắt, thi triển ra hoàn toàn khác biệt, vậy mà hoàn mỹ dung hợp, xem như hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không hổ là người của Thánh Tử Điện, chỉ là ý thức chiến đấu cùng phản ứng, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá loại ràng buộc này, ở người khác xem ra rất khó chạy trốn, nhưng với hắn mà nói, đơn giản đến cực điểm, dưới chân vạch một cái, bước ra hai bước, ngón tay điểm đi. Tê Lạp, chương 2356, tự mình khảo hạch 2. Tựa như có đồ vật gì đó nổ tung, không gian ngưng trệ giống như bóng bay bị đâm thủng, mấy đạo khí lưu hung mãnh lan tràn bốn phía. Bành, bành. Hai thanh niên không nghĩ tới bọn họ sắp đặt ra không khí ngưng trệ, sẽ bị phá giải dễ dàng như thế, thậm chí lực lượng phản phệ, đồng thời lui về sau hai bước, sắc mặt trắng bệch. Hai chiêu, đều là các ngươi công kích, cũng nên đến phiên ta xuất thủ. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ cần có thể nhận lấy ba chiêu của bọn họ. Coi như thông qua, hai chiêu trước, đều là mình bị động chịu đòn, còn một chiêu cuối cùng, vậy liền chủ động xuất kích. Tới đi. Hai người nhướng mày, bốn bàn tay điệp ra, một cỗ khí thức vô địch lập tức lan tràn ra, xem ra bọn họ cũng ý thức được vị trước mắt này thực lực cực mạnh, không dám một mình đón đỡ. Làm phiền các người bị thương, ta có chút băn khoăn, trước thời hạn nói lời xin lỗi. Thấy hai người điệp ra lực lượng,
cường giả xuất khiếu cảnh trung kỳ cũng phải tạm tránh mũi nhọn, Trương Huyền ôm quyền, khắp khuôn mặt là áy náy. Bị thương. Ngươi tự tìm cái chết. Hai thanh niên suýt chút nữa tức điên, một chiêu cuối cùng còn không có thi triển, liền xin lỗi. Xem em gái ngươi. Thắng chúng ta rồi nói sau. Trong lòng giận dữ, lực lượng không giữ lại, lực lượng điệp ra lập tức thả ra ngoài, như đạn pháo xé rách không khí, như muốn đánh nát toàn bộ đại điện. Còn chưa tới trước mặt, không khí liền bị áp nổ tung, bốn phía tiếng gió phần phật, thổi đến làn da đau nhức. Thật mạnh. Sắc mặt của Trương Cửu Tiêu trắng nhợt. Lúc này, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Triệu Hưng Mặc tự tin như vậy, bọn họ rất khó đồng thời nhận lấy ba chiêu. Không nói cái khác, chỉ nói một chiêu này, coi như hắn thi triển ra tất cả bí pháp trước kia học qua, cũng không thể ngăn cản. Cực kỳ lo lắng nhìn lại Trương Huyền, chỉ thấy hắn đối mặt công kích hung mãnh, vẻ mặt thản nhiên, cũng không né tránh, lật tay một cái, không dùng võ kỹ, cũng không dùng chiêu số, giống như đập ruồi đánh ra. Kết thúc đi. Lạch cạch, lạch cạch. Nương theo thanh âm nhẹ nhàng, hai thanh niên liên hợp hình thành chân khí đạn pháo, chớp mắt liền tan thành mây khói, giống như chưa hề xuất hiện qua. Sau một khắc, hai người như bị bóng bàn quất bay, bay ngược ra, dính sát vào trên vách tường, khuôn mặt trắng bệch, hộc máu từng ngụm từng ngụm. Hai đệ tử dự thính của Thánh Tử Điện, liên thủ tích góp lực lượng, thế mà ngay cả hắn tiện tay công kích cũng không có chặn được. Ta tính thông qua không? Đánh bay hai người, Trương Huyền giống như làm một sự tình không có ý nghĩa, mí mắt nhấc lên, nhìn về phía Triệu Hưng Mặc. Dưới tình huống đồng cấp, một chiêu loại bỏ hai người liên thủ, hiển nhiên còn có dư lực. Thông qua, Triệu Hưng Mặc nhẹ gật đầu lên tiếng, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hai chiêu trước, vị trước mắt này rõ ràng hạ thủ lưu tình, nhưng vì sao chiêu cuối cùng, lại đả thương bọn hắn? Chẳng lẽ hai người liên hợp lực lượng quá mạnh, có chút không khống chế được? Đa tạ, Cửu Tiêu, ngươi lên đi, hẳn là có thể kiên trì ba chiêu. Thấy hắn trả lời, Trương Huyền quay đầu nói. Ta lên, hiện tại. Trương Cửu Tiêu sững sờ. Hai người kia trọng thương dán ở trên tường, cứ như thế đi lên, có chút không tốt lắm đâu. Bọn họ hai người, chúng ta cũng là hai người, ta chiến đấu một hồi, người đi lên cũng không tính không công bằng. Trương Huyền cười cười. Vâng. Trương Cửu Tiêu nghe nói như thế, lập tức hiểu được. Đối phương đây là vì giúp hắn, mới cố ý đả thương hai người. Như vậy hắn liền có khả năng chống qua ba chiêu. Cực kỳ cảm động. Biết giờ phút này không phải thời điểm nghĩ lung tung, đi về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt hai thanh niên dán ở trên vách tường, ôm quyền. Xin chỉ giáo. Đáng ghét. Nghe được hai người đối thoại, lại thấy tên này quả thật không biết xấu hổ xông lại, tiếp tục khiêu chiến. Hai thanh niên chỉ cảm thấy ngực buồn bực, sắp nổ tung. Thấy qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Chúng ta bị thương thành như vậy, đứng cũng không nổi. Làm sao đánh với ngươi? Triệu sư chính miệng nói, chỉ cần có thể chống nổi ba chiêu của hai vị, liền sẽ cân nhắc, cho thêm Thanh Nguyên đế quốc chúng ta một danh ngạch. Nếu như các ngươi không cách nào chiến thắng, chẳng khác nào nhận thua, Trương Cửu Tiêu chiến thắng. Trương Huyền nói, chiến thắng, nghĩ hay lắm. Coi như liều mạng, cũng đừng hòng ở trong tay chúng ta chống nổi ba chiêu. Cắn răng một cái, hai thanh niên giãy giụa từ trong tường nhảy xuống, muốn xông lại. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Triệu Hưng Mặc khoát tay nói. Triệu sư. Hai thanh niên cực kỳ cuống cuồng. Đều là bọn họ không tốt, mới khảo hạch xong một cái, liền bị đánh trọng thương. Triệu sư không cho động thủ, hiển nhiên là tức giận. Không trách các ngươi, là vị Trương sư này đã sớm tính toán tốt rồi. Triệu Hưng Mặc khoát tay áo, đứng dậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vị Trương Cửu Tiêu này, ta tự mình khảo hạch. Chương 2357, Trương Huyền truyền thụ cho tuyệt chiêu thượng. 1. Tự mình khảo hạch. Sắc mặt Trương Cửu Tiêu trắng nhợt, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Ý tứ của Trương Huyền hắn hiểu được, hai thanh niên bị đánh trọng thương, không cách nào chiến đấu, để cho hắn chiếm tiện nghi, trực tiếp đạt được danh ngạch. Nhưng nằm mộng cũng không nghĩ đến, vị trước mắt này, thế mà không để ý thân phận, muốn đích thân động thủ. Hai đệ tử dự thính cũng lợi hại như vậy, vị tiếp dẫn sứ giả này thật muốn ra tay, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể chống đỡ được. Trương Huyền nhíu mày. Thân là tiếp dẫn sứ giả, ra tay đối phó tiểu bối, có chút ỷ lớn hiếp nhỏ đi. Yên tâm, ta sẽ áp chế tu vi đến nguyên thần cảnh trung kỳ, thực lực tương đồng các ngươi.
Triệu Hưng Mặc nhìn qua. Cái này. Trương Huyền dừng lại một chút. Vẫn như cũ là kiên trì ba chiêu, coi như thông qua. Không sai. Triệu Hưng Mặc gật đầu, lực lượng trong cơ thể sôi trào, thời gian qua một lát, liền áp chế tu vi đến nguyên thần cảnh trung kỳ, không kém hai người bao nhiêu. Trương Huyền cau mày. Nói thật, dù đối sắp áp chế tu vi, nhưng mà ánh mắt cùng kiến thức còn đó, Trương Cửu Tiêu tới chiến đấu, muốn kiên trì ba chiêu, vẫn như cũ cực kỳ khó khăn, thậm chí có thể nói là không thể nào hoàn thành. Làm phiền Trương Sư vì ta phí tâm, không cách nào thông qua, cũng là ta tu vi không có đạt tới, còn chưa đủ cố gắng, không có tư cách tiến vào Thánh Tử Điện. Thấy Trương Huyền một mực vì hắn mở miệng, Trương Cửu Tiêu cực kỳ cảm động, cười cười, tiến lên một bước. Thua thì thua, thân là con cháu Trương gia, còn không đến mức thua không nổi. Ầm ầm, lực lượng trên người, bỗng nhiên phóng thích ra, dù so với hai vị dự thính có chút không bằng, lại mang theo ý chí kiên định không thể lay động, không có chút sợ hãi nào. Triệu Hưng Mặc nhẹ gật đầu. Hắn ra tay, liền mang đến cho người ta áp bức cực lớn, Trương Cửu Tiêu có khả năng kháng trụ, đối mặt mình, xem như vô cùng có can đảm. Đương nhiên, muốn trở thành học sinh của Thánh Tử Điện, chỉ có can đảm còn chưa đủ, càng quan trọng hơn là thực lực. Không có thực lực, tất cả đều là uổng công. Chậm đã. Làm ra quyết định, toàn thân Trương Cửu Tiêu kéo căng, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ, liền nghe thanh âm của Trương Huyền vang lên lần nữa. Lại làm sao? Triệu Hưng Mặc nhíu mày. Chuyện thật đúng là nhiều. Một mình ngươi thông qua liền tốt, cùng Trương Cửu Tiêu quan hệ tốt như vậy. Nhất định để hắn cũng thông qua. Danh sư bình thường, gặp được loại chuyện này, đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chẳng lẽ ngươi không biết đang cùng nhân vật gì có kè mặc cả sao? Triệu sư không có thời gian, hẳn là cũng không gấp 10 phút, 20 phút a. Cười cười, Trương Huyền đi tới trước mặt. Triệu Hưng Mặc không biết hắn nói có ý gì. Là như vậy, vừa rồi ta chiến đấu một hồi, muốn cùng hắn chia sẻ chút tâm đắc. Trương Huyền nhìn qua. Triệu sư, thân là tiếp dẫn sứ giả, chút thời gian để hai người chúng ta trao đổi kinh nghiệm, dù sao cũng nên có a. Cũng tốt. Triệu Hưng Mặc nhíu mày, có chút không vui, bất quá vẫn nhẹ gật đầu. Hơn 10 phút, coi như lại có kinh nghiệm, trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Nếu thực lực dễ dàng tăng lên như vậy, người người đều là cao thủ rồi. Đa tạ, Cửu Tiêu, người qua đây một chút. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Biết đối phương là vì hắn, cũng không từ chối, Trương Cửu Tiêu đi tới trước mặt, đang muốn nói chuyện, đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ thấy một cái lô đỉnh to lớn đập xuống, thẳng tắp đập tới Triệu Hưng Mặc. Sắc mặt trắng nhợt, Trương Cửu Tiêu suýt chút nữa dọa chết. Đối phương là ai? Tiếp dẫn sứ giả của Thánh Tử Điện. Tu vi không thua thánh vực lục trọng. Loại cường giả này, coi như giảm thấp xuống tu vi, biến thành nguyên thần cảnh trung kỳ, cũng không phải ngươi có thể đánh lén. Đang muốn la lên, chỉ thấy thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, trên thân tản mát ra lực lượng khổng lồ, bỗng nhiên xông về phía trước, cả người như một thanh trường kiếm, đâm thẳng đến, tựa hồ muốn xé rách Triệu Sư. Xong. Thân thể Trương Cửu Tiêu run rẩy, khóc rồi. Không thông qua liền không thông qua. Cũng không cần vì ta giết sứ giả a. Thật muốn thành công, tất nhiên sẽ thành tồn tại bị danh sư đường truy nã. Một màn này, không chỉ dọa Trương Cửu Tiêu đến nói không ra lời, Ngô đường chủ, Diêu Mạn Thiên cũng suýt chút nữa ngất đi. Ra tay với Triệu Sư. Quá lỗ mãng. Một khi hắn tức giận, đừng nói Trương Cửu Tiêu không có danh ngạch, khả năng danh ngạch của ngươi cũng sẽ bị tước đoạt. Bất quá, chuyện phát sinh quá đột ngột, xem như bọn họ cũng không kịp ngăn cản. A, à, Triệu Hưng Mặc nhíu mày, chân khí trong cơ thể quay cuồng, chập ngón tay làm kiếm, điểm tới. Dù tu vi đồng dạng áp chế ở nguyên thần cảnh trung kỳ, nhưng vừa ra tay liền thể hiện ra ánh mắt, kiến thức, còn có lý giải với chiến đấu. Chương 2358, Trương Huyền truyền thụ cho tuyệt chiêu thượng. 2. Chỉ kiếm nhắm ngay phương vị, chính là điểm mù tiến công của Trương Huyền, không chỉ có thể chặn hắn, còn có thể chặn lô đỉnh ở trên đầu, nhất cử lưỡng tiện. Dưới tình huống không có chút phòng bị nào, nháy mắt liền làm được điểm ấy, nhãn lực mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, coi như Trương Huyền cũng phải mặc cảm. Phần phật, bất quá, đầu ngón tay còn chưa tới trước mặt Trương Huyền, chỉ thấy thân ảnh hắn nhoáng một cái, đi tới dưới lô đỉnh, bàn tay giương lên, một tay nâng vào lòng bàn tay. Động tác của hắn lại không phải đánh lén, mà là cứu người. Thật không tiện,
Triệu sư, cái lô đỉnh này của ta, bị ta nuông chiều hỏng, làm việc lỗ mãng không dùng não, đột nhiên gây rối loạn, ta cũng không ngờ tới, thời điểm nhìn thấy hơi sợ hãi, lúc này mới xông lại cứu người. Không có làm người bị thương chứ? Thu nó vào không gian giới chỉ, Trương Huyền cực kỳ xấu hổ nhìn qua. Cứu người. Triệu Hưng Mặc chán nản. Lấy thân hóa kiếm, lực lượng như rồng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra. Có cứu người như vậy sao? Đây không phải cứu, là giết người được không? Nếu không phải ta phản ứng nhanh, chỉ sợ đã bị chém thành hai khúc. Còn có cái lô đỉnh này, từ trên trấn xuống, cực kỳ hung hãn, ột câu không ngờ tới liền kết thúc. Đúng vậy, ta là viện trưởng danh sư học viện của Hồng Viễn Đế Quốc, cái lô đỉnh này, là trấn viện chi bảo, thời khắc bảo hộ viện trưởng, nó cảm nhận được thực lực của Triệu sư, cảm thấy có uy hiếp, còn tưởng rằng gây bất lợi cho ta, lúc này mới ra tay, mong Triệu sư đại nhân đại lượng. Trương Huyền áy náy, vội vàng ôm quyền. Được rồi, nhanh truyền thụ kinh nghiệm, ta cho ngươi 10 phút thời gian. Sắc mặt Triệu Hưng Mặc tái xanh, mặc dù khó chịu, nhưng vẫn khoát tay áo. Đối phương mới mở miệng, chối không còn một mảnh, toàn bộ đẩy lên trên người vũ khí, mình cũng không đến mức tức giận một cái lô đỉnh a. Đường đường tiếp dẫn sứ giả của Thánh Tử Điện, bởi vì một kiện binh khí mà tức giận, cuồng đánh chủ nhân của nó một trận. Truyền đi còn không mất mặt. Huống chi, cái lô đỉnh này còn là trấn viện chi bảo, canh giữ danh sư học viện, tất nhiên lập vô số công lao, coi như hắn là danh sư cao cấp, cũng không thể tùy tiện gạt bỏ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, lần nữa trở lại trước mặt Trương Cửu Tiêu, nghiêm sắc mặt truyền âm qua. Vị Triệu sư này, coi như giảm thấp tu vi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cũng không có khả năng vượt qua, nhưng mà muốn kiên trì mấy chiêu không khó lắm, hiện tại ta truyền cho ngươi 3 chiêu. Ngươi nghiêm túc học tập. Một lát nữa vừa ra tay, mặc kệ đối phương dùng chiêu số gì, trực tiếp thi triển 3 chiêu này. Nghe rõ chưa? Vâng. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Đối phương thân là thiên nhận danh sư, lại tận tâm vì hắn như thế, đương nhiên không có chút hoài nghi. Ta nói rõ chi tiết một lần, ngươi ở trong lòng yên lặng thôi diễn mấy lần, không được thi triển ra, để hắn có phòng bị. Trương Huyền tiếp tục. Thực lực cùng ánh mắt của đối phương, không phải Chu Hồng lúc trước có thể sánh được. Ở trước mặt truyền thụ chiêu số, cũng không có phương pháp đối kháng, bị đám người Triệu Nhã đánh thành đầu heo. 3 chiêu này, chỉ là nhằm vào thiếu hụt của đối phương, tạm thời nghĩ ra, đánh đối phương trở tay không kịp mà thôi, một khi để hắn nhìn thấy, có phòng bị, liền không còn tác dụng. Cũng biết điểm ấy, Trương Cửu Tiêu nghiêm túc nghe giảng giải, rất nhanh liền rõ rõ ràng ràng. Trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển chân khí, đồng thời trong đầu không ngừng thôi diễn. 3 chiêu này không có thâm ảo như võ kỹ, cân nhắc rất đơn giản, vài phút qua đi cũng đã thuộc lầu, giống như thi triển hơn 10 năm. Xin Triệu sư bớt giận, cái lô đỉnh kia của Trương sư quả thực lỗ mãng, sáng hôm nay vừa đánh Tống Hiên Tống sư từ Tiềm Xung đế quốc tới thành thái giám. Thấy vẻ mặt của Triệu Hưng Mặc khó coi, Ngô sư đi tới giải thích giúp. Mặc dù không biết vì sao Trương sư muốn đánh lén Triệu sư, thời khắc mấu chốt lại ngừng lại, nhưng lấy quan hệ của bọn hắn. Vô luận như thế nào cũng phải giúp che lấp. Đánh thành thái giám. Chuyện phát sinh ở buổi sáng, Triệu Hưng Mặc cũng không hiểu rõ tình hình, nhíu mày nhìn qua. Vâng. Ngô sư kỹ càng nói một lần. Mặc dù hắn không có đích thân tới, nhưng trở về thời gian dài như vậy, cũng nghe danh sư khác nói, giờ phút này nói giống như đúc, như tận mắt nhìn thấy. Cái này lô đỉnh, quả thực đủ lỗ mãng. Nghe hắn giảng xong, Triệu Hưng Mặc lắc đầu. Một binh khí trực tiếp phế bỏ một vị danh sư chuẩn bát tinh, lá gan đã không phải lớn bình thường rồi. Đương nhiên, lá gan càng lớn là Trương sư. Danh sư chuẩn bát tinh cũng dám chống đối, mấu chốt nhất là cuối cùng không có chuyện gì, đối phương ngược lại bị xử phạt. Chúng ta trao đổi xong, Triệu sư, có thể tỉ thí. Đang muốn nghe càng nhiều sự tình của gia hỏa kia, liền nghe thanh âm của Trương Huyền vang lên. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trương Cửu Tiêu chẳng biết lúc nào đã đi tới giữa đại sảnh, lực lượng trong cơ thể tích tụ đến điểm cao nhất, thanh thế kinh người. Rất tốt, để cho ta xem hắn đến cùng truyền thụ ngươi kinh nghiệm gì. Tính toán một chút thời gian, chẳng qua 5-6 phút đồng hồ, Triệu Hưng Mặc mang theo kỳ quái nhìn qua. Đối phương cố ý kéo dài thời gian, rốt cuộc muốn truyền thụ kinh nghiệm gì. Triệu sư, một lát nữa, nếu có đắc tội, mong rộng lòng tha thứ. Trương Cửu Tiêu ôm quyền. Cực kỳ áy náy. Đắc tội, ngươi có thực lực gì, cứ sử dụng là được, có thể chống đỡ được 3 chiêu của ta, sẽ cân nhắc cho thêm một danh ngạch.
Triệu Hưng Mặc gật đầu. Đa tạ, vậy ta động thủ. Phần phật. Tiếng nói còn không có kết thúc, Trương Cửu Tiêu lập tức động, nhanh chóng lao về phía trước, chân phải bỗng nhiên nhấc, nhắm giữa hai chân đá tới. Ngươi! Không nghĩ tới tên này vừa ra tay, liền nhắm dưới háng của mình, vẻ mặt của Triệu Sư lập tức đen lại. Mới vừa nghe Lô Đỉnh kia đánh phế Tống Sư. Ngươi liền chơi chiêu này, chẳng lẽ Trương Huyền trao đổi kinh nghiệm, là để ngươi đánh nơi này của ta? Chương 2359, Trương Huyền truyền thụ cho tuyệt chiêu, hạ. 1. Triệu Hưng Mặc cực kỳ không vui, mặc dù tức giận, nhưng giờ phút này cũng hết cách rồi, thân thể đành phải nhoáng một cái, tránh né qua một bên. Mặc kệ lực lượng của đối phương như thế nào, có thể chịu được hay không, cũng không thể tùy tiện mạo hiểm đón đỡ, không phải sợ phế, mà là gánh không nổi mặt mũi. Dầm. Thân thể vừa tới một bên, chỉ thấy hai ngón tay của đối phương điểm tới dưới nách của hắn, vừa rồi chiêu số tiến công dưới háng hung mãnh, lại là hư chiêu, mục đích thực sự ở đây. Tiến công dưới háng, suy đoán ra ta trốn tránh, thời điểm vận chuyển thân pháp, dưới nách sẽ xuất hiện kẽ hở. Con người của Triệu Hưng Mặc co rụt lại, cực kỳ khó tin. Địa phương ngón tay của đối phương chỉ tới, đúng là mệnh môn dễ dàng công phá nhất của hắn, một khi bị đánh trúng, toàn thân sẽ lập tức tê liệt, từ đó mất đi sức chiến đấu. Hai bên chiến đấu, không phải trùng hợp mới điểm ra vị trí này, nhất định là trước thời hạn dự đoán. Tiến công một chiêu, liền để mình rơi vào thiết tấu của đối phương, hơn nữa suy tính ra thiếu hụt. Lĩnh ngộ đối với chiến đấu, có phần quá kinh khủng đi. Thật là một gia hỏa giảo hoạt, mới đầu liền thi triển tâm lý chiến với ta. Hắn là thánh vực lục trọng trở lên, tư duy kỹ càng, nhìn ra chiêu số của đối phương, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt chuyện lúc trước. Ngô Đường chủ chạy tới, cố ý nói Tống Sư bị phế, lưu lại một ý nghĩ trong lòng hắn, ngay sau đó Trương Cửu Tiêu vừa đến. Liền tiến công vị trí đối ứng, mình tự nhiên sẽ ra tay, từ đó không nghĩ chỉ là hư chiêu. Còn chưa bắt đầu, liền chúng phải tâm lý chiến của đối phương. Lợi hại. Đổi lại nguyên thần cảnh bình thường, rơi vào bị động, trong 10 chiêu muốn lấy lại cân bằng cũng khó khăn, nhưng ta không giống. Triệu Hưng Mặc nhíu mày, thân thể xoay một cái, tránh thoát công kích, lăng không lật tay điểm tới. Đầu ngón tay đối đầu ngón tay, hắn muốn dùng võ kỹ cùng lực lượng của mình. Phá giải công kích của đối phương, đổi bị động thành chủ động. Lực lượng hung mãnh, mặc dù đồng cấp, nhưng chỉ lực của hắn hùng hậu hơn Trương Cửu Tiêu nhiều, còn chưa tới trước mặt, liền phát ra thanh âm nghẹn ngào, mang theo phong lôi, như muốn xé rách không khí. Nhìn thấy uy lực của một chỉ này, Trương Cửu Tiêu như giật nảy mình, biết không dám đón đỡ, vội vàng thu chỉ lại, bởi vì khẩn trương thái quá, thân thể nghiêng một cái, không có phòng bị, thế mà đầu tiến lên đón ngón tay. Triệu Hưng Mặc cau mày. Lấy chỉ lực của hắn, một khi rơi vào trên đầu đối phương, đầu tất nhiên nổ nát vụn, có thể nói. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ra tay với tiểu bối mình đã bị người chỉ trích, lại giết người tham gia khảo hạch. Vị trí tiếp dẫn sứ giả của hắn cũng không cần làm nữa. A, à, chân khí chảy ngược cuộn trào mãnh liệt, để hắn kìm lòng không được rên lên một tiếng, vẻ mặt có chút ửng hồng. Không áp chế tu vi. Chút lực lượng phản vệ ấy không tính là gì, nhưng bây giờ chỉ có nguyên thần cảnh trung kỳ, lại dùng hết toàn lực, chỉ nháy mắt liền bị thương. Dầm. Hắn thu hồi ngón tay, không muốn chém giết đối phương, lại thấy Trương Cửu Tiêu như dự liệu được phản ứng của hắn, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt, bả vai đánh tới ngực. Lần này lực lượng hung mãnh, một khi bị đánh trúng, coi như không bị thương, khẳng định cũng không dễ chịu, cực kỳ buồn bực, Triệu Hưng Mặc lật tay một cái. Đè thấp tu vi đối chiến với đối phương, nếu lui về sau nữa, về sau đặt mặt mũi ở chỗ nào. Bàn tay hạ xuống, giống như mặt trời rơi xuống đất, mang theo lực lượng không thể tránh né, dựa theo thời gian suy tính, Trương Cửu Tiêu còn chưa tới trước mặt, sẽ bị một chưởng đánh trúng, bị trọng thương. Thật xin lỗi. Đang suy đoán sau khi đối phương tránh, nên dùng chiêu số gì thừa cơ kiếm lấy ưu thế, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó dưới nách tê dần. Chẳng biết lúc nào, ngón tay của Trương Cửu Tiêu đã xuất hiện ở trên mệnh môn của hắn. Dầm. Lực lượng toàn thân trong nháy mắt như thủy triều rút lui, trở nên dã rời vô lực. Ngươi. Hô. Một chiêu đắc thủ, Trương Cửu Tiêu không có tiếp tục công kích, mà vội vàng lui về sau một bước, khắp khuôn mặt là áy náy. Nhờ có Triệu Sư hạ thủ lưu tình, ba chiêu đã qua. A. À. Triệu Hưng Mặc vận chuyển chân khí, lần nữa khôi phục, cực kỳ buồn bực. Lại nói không ra lời.
vừa rồi đối phương nắm mệnh môn của hắn, thừa cơ công kích, khẳng định sẽ bị cuồng đánh một trận. Thật muốn như thế, mất mặt cũng ném chết rồi. Triệu sư thật muốn giết ta, chiêu thứ hai liền chết, thật ra là ta dùng phương pháp vô lại. Thấy hắn không vui, Trương Cửu Tiêu tiếp tục xin lỗi. Thời điểm chiêu thứ hai, tay của đối phương tiếp tục đánh tới, hắn khẳng định còn không có cận thân, đầu liền nát, cưỡng ép thu hồi lực lượng, bị thương, mới có thể thừa cơ đánh lén thành công. Có thể nói, là mượn lòng trắc ẩn của đối phương, nếu không, cho dù có tâm lý chiến, cũng sống không qua chiêu thứ hai. Thắng là thắng, không có lý do gì. Mặt không hề cảm xúc, Triệu Hưng mặc khoát tay áo. Ta có thể cho Thanh Nguyên đế quốc các ngươi hai danh ngạch, có điều, đây chỉ là cửa thứ nhất, thời điểm thi vòng hai, hy vọng có thể bảo vệ danh ngạch này, nếu không, vẫn không có tác dụng. Dù đối mới dùng mưu kế, nhưng mà kết quả cuối cùng không chỉ kiên trì ba chiêu, còn chế phục mình. Chỉ bằng vào điểm này, là thực sự chiến thắng, không có bất kỳ giả dối. Đã như vậy, cho thêm một danh ngạch cũng không có gì, bất quá cái danh ngạch này, có thể giữ được hay không, thì nhìn biểu hiện của bọn họ ở Tiềm Xung đế quốc. Đây đều là kinh nghiệm ngươi dạy. Lại không giàu dĩ chuyện này, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Trương Cửu Tiêu này, mặc kệ chân khí lực lượng, hay tốc độ phản ứng, khẳng định đều không làm được điểm ấy, khả năng duy nhất là thanh niên trước mắt kia lâm trận mới mài gươm. Tùy tiện suy nghĩ ba chiêu, để Triệu sư chê cười. Biết không thể gạt được đối phương, cũng không có gì phải giấu giếm, Trương Huyền ôm quyền. Tùy tiện. Triệu Hưng mặc cười nhạo. Chương 2360, Trương Huyền truyền thụ cho tuyệt chiêu, hạ. 2. Tùy tiện nghĩ, liền suy tính ra thân pháp vừa rồi của ta sẽ dùng chỉ diệp bộ, thiếu hụt ở dưới nách, càng suy tính ra, ta sẽ không xuất thủ giết người, thu lực qua đi, lui về phía sau nửa bước, sau đó để Trương Cửu Tiêu đánh trúng mệnh môn. Tính toán không sai chút nào. Chiến đấu không may mắn. Vừa rồi ba chiêu của Trương Cửu Tiêu, chiêu thứ nhất dùng tâm lý chiến, chiêu thứ hai liều mạng, chiêu thứ ba lấy xảo. Có thể làm được điểm ấy, nhất định là cân nhắc chiến thuật của mình kỹ càng, rõ như lòng bàn tay, mới làm ra thiết kế như vậy. Tùy tiện nghĩ, liền có thể làm được, nói đùa gì đó. Có thể là vận khí của ta tốt ha. Trương Huyền gật đầu. Vừa rồi cố ý để Kim Nguyên Đỉnh đánh lén Triệu Sư, mục đích đúng là ép đối phương thi triển võ kỹ, trong đầu hình thành thư tịch. Có thư tịch, tuyệt chiêu của đối phương, thiếu hụt rõ rõ ràng ràng, lại nhằm vào những cái này, thiết kế chiêu số của đối chiến, đương nhiên liền đơn giản. Bất quá sự tình thư viện không thể nói tỉ mỉ, đành phải giả bộ ngớ ngẩn. Vận may, biết Trương Sư này không nguyện ý nhiều lời, Triệu Hưng mặc cũng lười tiếp tục truy vấn, mí mắt nhấc lên, nhìn lại. Tùy tiện chỉ điểm, liền có thể để Trương Cửu Tiêu trong vòng 3 chiêu đánh bại ta. Như vậy, ta vẫn đè thấp tu vi, có dám cùng ta chiến một hồi không? Chiến đấu với ngươi, ngươi vẫn áp chế tu vi đến nguyên thần cảnh trung kỳ. Trương Huyền sững sờ. Không sai. Triệu Hưng mặc gật đầu. Hắn đối với vị trước mắt này, rất có hứng thú. Trong vòng 3 chiêu, đánh hai đệ tử dự thính của Thánh Tử Điện trọng thương. Tùy tiện chỉ điểm một người. Để cho mình bị thiệt thòi. Tới giao đấu, chân chính thi triển ra toàn lực, như vậy sẽ mạnh bao nhiêu? Ây, thôi được rồi, ta sợ thu không được khí lực, sẽ có tổn thương. Trương Huyền lắc đầu. Yên tâm đi, một khi ta cảm thấy sẽ làm bị thương đến ngươi, sẽ lập tức mở ra phong ấn, bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Nghe đối phương có chút kiêng kỵ, Triệu Hưng mặc nói. Người thực lực tương đương đối chiến, bởi vì không cách nào khống chế lực lượng tinh chuẩn. Quả thực rất dễ dàng bị thương, nhưng hắn là thánh vực lục trọng, nếu thật gặp phải nguy hiểm, cũng có thể nhẹ nhõm mở ra phong ấn, khống chế lực lượng lại. Không phải nói ta bị thương, ta sợ ngươi gánh không được. Thấy đối phương hiểu lầm, Trương Huyền mang theo xấu hổ. Ngươi, Triệu Hưng mặc suýt chút nữa tức chết. Sứ giả Thánh Tử Điện tới, muốn tỉ thí với ngươi, không cảm thấy sợ hãi thì thôi, thế mà còn sợ đả thương ta. Quả thực là có thể nhịn nhưng không thể nhẫn nhục. Không cần lo lắng ta bị thương, loại thực lực này của ta, muốn bị thương cũng rất khó. Cắn chặt hàm răng, vẻ mặt trầm thấp, nhịn không được khẽ nói. Cái này, Trương Huyền chần chừ. Ngươi cứ yên tâm ra tay là được, coi như thực lực ngươi không yếu, thiên phú cũng rất mạnh, nhưng ở dưới nhãn lực của cao thủ Thánh Tử Điện, không tính là gì. Hai tay chắp sau lưng, Triệu Hưng mặc mang theo khí tức cao thủ nói. Thánh Tử Điện,
học phủ cao nhất của toàn bộ danh sư đại lục, thánh nhân quý tộc đều đưa hậu bối tới học tập liền đủ thấy nội tình, há có thể là một tiểu gia hỏa như ngươi nói đánh bại liền đánh bại. Vừa rồi sở dĩ chúng chiêu, là bởi vì bất ngờ, bây giờ chuẩn bị đầy đủ, lại muốn vượt qua, nào có dễ dàng như vậy. Đã như vậy, ta liền thử một chút. Thấy đối phương tự tin như vậy, Trương Huyền mắt sáng rực lên. Vừa mới đột phá, cũng muốn tìm người thử lực lượng, đối phương đã lời thề son sắt, đương nhiên phải thử một chút. Bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, bàn tay của Triệu Hưng Mặc siết chặt, lực lượng truyền vào toàn thân. Hắn thấy, thiên phú của đối phương là không tệ, nhưng có chút quá cuồng vọng, vừa vặn mượn chuyện này mài đi khí diễm, để đối phương biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tốt, ta bắt đầu. Trương Huyền gật gật đầu, nhắc nhở đối phương một câu. Triệu Hưng Mặc cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên vào tới, đang muốn ra tay, lập tức nhìn thấy một trưởng ấn thẳng tắp rơi xuống. Như thiên địa sụp đổ, hồng lưu cuốn ngược. Phốc, tất cả chiêu số lập tức bị ép trở về, hô hấp cũng không kịp, liền bị đánh trúng ngực, cả người bay ngược, phun ra một ngụm máu tươi. Ầm 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 ầm, vận chuyển chân khí, vừa định hóa giải lực lượng, con người lần nữa thu hẹp, ngay sau đó nhìn thấy vô số bàn tay rơi xuống. Đối phương tiến công lại không phải một trường, mà là trăm ngàn trường. Ầm ầm, sống lưng đâm vào trên vách tường đại điện, đập ra một cái lỗ thủng to lớn. Phần phật, cũng nhịn không được nữa, vội vàng giải khai phong ấn, thật vất vả chặn lại công kích, mới vừa ngừng lại, thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thanh âm của Trương Huyền vang lên, tịch mịch như độc cô cầu bại. Còn tưởng rằng thật rất lợi hại, mới dùng không đến một phần năm lực lượng liền bay, khoác lác cái gì a hát. Chương 2361, ta là người Trương gia. 1. Phốc. Triệu Hưng Mặc phun ra máu tươi lần nữa. Thân là tiếp dẫn sứ giả, dù ở Thánh Tử Điện không tính là gì, nhưng khảo hạch nhiều năm như vậy, còn không có thiên tài nào ở đồng cấp có thể đánh hắn như thế. Mấu chốt nhất là, đã bị đánh, còn bị xem thường. Buồn bực để hắn sắp nổ tung. Nhịn xuống. Hít sâu mấy hơi, đè buồn bực xuống, lúc này thân thể mới nhoáng một cái. Từ trong bức tường bay ra, nhìn về phía thanh niên trước mắt. Quả nhiên lợi hại, đồng cấp, ta cũng không phải đối thủ. Trương Huyền, Trương Cửu Tiêu, chẳng lẽ các ngươi đều là người thánh nhân Trương gia? Thua như thế, dù uất ức, nhưng không thừa nhận mà nói, sẽ chỉ càng mất mặt, còn không bằng sảng khoái một chút. Nói họ tên của hai người, mới nhớ tới một việc, Triệu Hưng Mặc hỏi. Nếu như là thiên tài của Trương gia, đồng cấp không phải đối thủ, cũng không có gì. Loại thánh nhân quý tộc siêu cấp này, Thánh Tử Điện không sợ, nhưng tuyệt không phải lão sư nho nhỏ như hắn có thể so sánh được. Cửu Tiêu là thánh nhân Trương gia, ta không phải. Đột nhiên Trương Huyền sửng sốt. Thân thể này của ta, không cha không mẹ, sinh ra ở Thiên Huyền Vương quốc không biết tên. Theo đạo lý không có gì kỳ quái, nhưng trên người lại trúng tiên thiên thai độc. Trước đó chưa hề nghĩ tới chuyện này, không cảm thấy cái gì, giờ phút này kịp phản ứng, lập tức cảm giác được không đúng. Thiên Huyền Vương quốc, dựa theo thuyết pháp của thánh nhân Viên gia, là cổ địa, có thể trợ giúp hậu bối khôi phục huyết mạch, rất nhiều hậu bối của thánh nhân quý tộc đều sẽ được đưa tới đó, một khi huyết mạch đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ đón về. Ta có thể hay không? Cũng như đối phương nói, giống như Viên Đào, có thể là hậu bối của thánh nhân Trương gia, bị lưu đày ở bên ngoài. Thật như vậy, liền có thể nói thông được, vì cái gì một tiểu gia hỏa ở Thiên Huyền Vương quốc, lại trúng độc lợi hại như vậy? Hiện tại lý giải về độc, đạt tới thất tinh, tiên thiên thai độc vẫn như cũ không cách nào giải quyết. Thậm chí, tiên thiên độc thể cũng không có phương pháp. Loại độc này, dựa theo ánh mắt hiện tại nhìn, coi như ở trong cấp 9, chỉ sợ cũng là đứng đầu nhất. Nói cách khác, người hạ độc ít nhất là độc sư cửu tinh. Hơn nữa còn là nhân vật mạnh nhất trong đó. Người mạnh như thế, tuyệt không có khả năng chạy đến Thiên Huyền Vương quốc, đối phó một tiểu nhân vật yên lặng vô danh. Chẳng lẽ, gia hỏa bị phụ thể này, thật giống như Trương Cửu Tiêu, là thánh nhân Trương gia. Khó trách, ta gặp được Trương Cửu Tiêu, liền muốn đánh hắn. Có phải là bởi vì huyết mạch liên hệ hay không? Nâng cằm, trong lòng suy tư. Tìm cơ hội xem huyết mạch của hắn, cẩn thận nghiên cứu một chút. Biết Triệu Sư ở bên cạnh, không phải nghiên cứu những chuyện này, nên đè ép xuống tâm tư. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng là người thánh nhân Trương gia. Triệu Hưng Mặc lắc đầu. Đối phương đã không phải, tiếp tục hỏi, sẽ chỉ càng thêm xấu hổ, lúc này nói sang chuyện khác.
tốt, hai người các người đã tính thông qua, như vậy theo ta đi tìm Sung đế quốc. Đế quốc khác tuyển chọn người, đều đã hội tụ ở nơi đó, chờ đợi thi vòng 2. Đi tìm Sung đế quốc. Hiện tại liền đi, cho các người một canh giờ thu thập một chút, một canh giờ sau, trực tiếp xuất phát. Triệu Hưng Mặc nói. Lúc trước hắn nói không có thời gian, là bởi vì thời điểm Thánh Tử Điện khai giảng đã sắp đến. Thanh Nguyên đế quốc là phong hào đế quốc cách xa nhất, nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không, không kịp trở về trước khai giảng đại điển, học sinh mới thu sẽ rất khó nắm giữ học tịch. Một canh giờ. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Trương Huyền Trần chờ một chút, nhịn không được nhìn qua, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng rồi, Triệu Sư, ta muốn hỏi ngươi một việc, với ta mà nói cực kỳ quan trọng, mong có thể được trả lời chuẩn xác. Chỉ cần ta biết, hơn nữa có thể nói, tất sẽ không giấu giếm. Triệu Hưng Mặc gật đầu. Ta muốn hỏi một chút, vị tiểu công chúa kia của Thánh Nhân Lạc Gia, có phải cũng ở Thánh Tử Điện hay không? Trương Huyền siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm hai mắt đối phương. Lạc Nhược Hy, không ở Thánh Tử Điện, đi cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng trước đi Liên Minh Đế Quốc, tăng tu vi lên lại nói. Lạc Gia tiểu công chúa. Triệu Hưng Mặc nhíu mày. Ngươi hỏi nàng làm gì? Đối với ta rất trọng yếu. Hy vọng có thể nghe được Triệu Sư trả lời. Trương Huyền ôm quyền. Thôi được. Thấy ánh mắt hắn chân thành, là thật muốn biết, Triệu Hưng Mặc lắc đầu. Trước đó nàng quả thực ở Thánh Tử Điện, hơn nữa đã đi vào nội điện, thiên phú cực mạnh, bất quá đoạn thời gian trước không biết vì sao rời đi, không biết đi nơi nào. Lần này ta tới, nghe nói người Lạc Gia đã tìm được nàng, ý định lại đưa trở về. Nhưng cụ thể có về hay không, ta lại không rõ ràng. Thật có. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Mộc Sư đoán không sai. Lạc Nhược Hy quả nhiên ở đây, mặc kệ về hay không, chỉ cần là học sinh của Thánh Tử Điện, nhất định có thể thăm dò được tin tức xác thực. Chương 2362, ta là người Trương gia. 2. Đến lúc đó, liền có thể nhìn thấy đối phương, tới thương nghị một chút, làm sao ứng đối sự tình tháng 3 sang năm. Ngươi biết vị tiểu công chúa này. Triệu Hưng Mặc khó hiểu. Theo ta được biết, vị công chúa này tính tình có chút lạnh lùng. Xem như nhận biết. Trương Huyền gật đầu. Nói đối phương là bạn gái mình, đoán chừng sẽ dọa chết hắn, vẫn là khiêm tốn một chút. Lạc gia cùng Trương gia có thông gia, ngươi không phải người Trương gia, tốt nhất đừng quấy rầy vị tiểu công chúa này, nếu không. Ta sợ sẽ rất phiền phức. Thấy trong ánh mắt hắn toát ra tình cảm, Triệu Hưng Mặc dừng lại một chút, khuyên can nói. Vị tiểu công chúa này của Lạc gia. Không chỉ tu vi cao, dung mạo càng xinh đẹp tới cực điểm, là đệ nhất mỹ nhân của toàn bộ Thánh Tử Điện. Không ít tuổi trẻ tài tuấn, đều là người ngưỡng mộ, nhưng mà bởi vì cùng Trương gia có thông gia, người dám cản rỡ hầu như đều bị hung hăng dạy dỗ. Dù nói mập mờ, nhưng mà Trương Huyền vẫn nghe rõ ràng. Dung mạo của Lạc Nhược Hy, hắn thông qua minh lý chi nhãn, thấy qua chân dung, đám người Ngọc Phi Nhi, Lạc Thất Thất, Hồ Yêu Yêu kém rất xa, để cho người ta ngưỡng mộ là rất bình thường. Xem ra Trương gia cực kỳ bá đạo, dám có tâm tư khác, tất cả đều dạy dỗ. Đa tạ nhắc nhở. Biết Lạc Nhược Hy ở Thánh Tử Điện, trong lòng Trương Huyền bình phục, còn đối phương nhắc nhở, không thèm để ý. Tìm cơ hội nhìn huyết mạch của Trương Cửu Tiêu một chút, nếu như có cộng minh, đã chứng minh mình là người Trương gia. Hoàn toàn có thể cùng đối phương hòa mình, thuận tiện tìm vị tuyệt thế thiên tài kia giáo huấn một chút. Nếu như không phải, liền càng không cần để ý. Dù sao cũng là muốn cướp cô dâu, đến Thánh Tử Điện, ai dám ngăn trở tìm Lạc Nhược Hy, vậy trước tiên đánh cho tàn phế lại nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, thực lực đầy đủ. Một canh giờ sau, ở đây cùng lúc xuất phát. Nên nói đã nói rồi, Triệu Hưng Mặc khoát tay áo. Trương Huyền cùng Trương Cửu Tiêu quay người cáo từ. Trở lại chiến sư đường gọi Tôn Cường, sau đó cáo từ đám người hình đường chủ, Huyền Huyền hội. Trước khi tới Thanh Nguyên Thành. Còn có Vương Dĩnh cùng Lưu Dương, hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng Tôn Cường, thân truyền từng cái rời khỏi, thất lạc không nói ra được. Thiếu gia, Hồ Yêu Yêu phái người truyền đến tin tức, nói nàng thiên phú không tồi, đã được đề cử đến Tổng bộ Kinh Hồng Sư, nửa tháng trước liền rời Thanh Nguyên Thành. Tôn Cường theo sau lưng, đột nhiên nhớ tới một việc, nói. A hát, Trương Huyền gật đầu. Hồ Yêu Yêu người xưng yêu tinh, dáng người tốt, so với Lạc Nhược Hy cũng không kém chút nào. Loại người này trời sinh liền nắm giữ mị cốt, thích hợp tu luyện chức nghiệp kinh hồng,
bị tổng bộ kéo đi, cũng là trong dữ liệu. Còn nữa, vừa rồi thiếu gia đi danh sư đường, Sở Tường công tử đến đây một chuyến, nói muốn ngay mặt cảm ơn. Hiện tại hắn đã là thái tử của Thanh Nguyên đế quốc, tháng sau sẽ đăng cơ. Có danh sư đường cùng chiến sư đường ủng hộ, sẽ không có vấn đề gì. Tôn Cường tiếp tục nói. Một câu của thiếu gia, liền xác định thân phận của Sở Tường, có Ngô đường chủ, Hình đường chủ là cường giả xuất khiếu cảnh ủng hộ, sẽ không ai dám phản bác. Còn đám người Huyền Huyền hội, bọn họ ý định ở chiến sư đường tu luyện, tranh thủ mau chóng tăng cao tu vi, cũng không có ý theo thiếu gia. Đám người Huyền Huyền hội, thực lực quá thấp, đi quốc gia cấp bậc cao hơn, sẽ chỉ trở thành vướng víu, đã phiền phức, còn không bằng ở lại chỗ này tu luyện. Biết đạo lý này, Trương Huyền không nói thêm lời, bàn tay chảo một cái. Đi thôi. Lần nữa trở lại danh sư đường, chỉ thấy đám người Triệu Hưng Mặc, Trương Cửu Tiêu đã chuẩn bị xong. Đám người Triệu sư ngồi chính là thánh thú thánh vực lục trọng đỉnh phong, phòng ốc trên lưng cực kỳ rộng lớn, mang nhiều mấy người cũng không thành vấn đề. Cáo từ đám người Ngô đường chủ, ngồi lên lưng thú, cánh khổng lồ chớp động, thẳng tắp bay về phía Tiềm Xung đế quốc. Tiềm Xung đế quốc là mạnh nhất trong bát đại phong hào đế quốc, trong đó danh sư đường đường chủ đã đạt đến nửa bước lĩnh vực cảnh. Là danh sư chuẩn bát tinh chân chính chính, so với tống sư mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Ngồi ở trong phòng, Trương Cửu Tiêu giới thiệu. Có thể lựa chọn danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, còn ở nhiều năm, trước đó tự nhiên đã làm ra đầy đủ chuẩn bị cùng kiểm tra. Nửa bước lĩnh vực cảnh. Trương Huyền lên tiếng. Tống sư chỉ là xuất khiếu cảnh đỉnh phong, so với nửa bước lĩnh vực cảnh còn kém rất lớn. Đến Tiềm Xung đế quốc, khẳng định phải tiến hành thi vòng 2. Mấy ngày nay, ta chỉ điểm cho ngươi, cố gắng tu luyện, tranh thủ để tu vi tăng lên một đoạn dài, nếu không. Sợ là rất khó thông qua. Trương Huyền dặn dò. Từ Thanh Nguyên đế quốc đến Tiềm Xung đế quốc, xem như thánh thú phi hành lĩnh vực cảnh, cũng phải phi hành 6-7 ngày, lâu như vậy vừa vặn có thể chỉ điểm tên này một chút, để hắn mau chóng tăng lên. Nếu không, thật sẽ lãng phí danh ngạch thật vất vả tranh thủ. Đa tạ Trương Sư. Trương Cửu Tiêu vội vàng gật đầu. Ánh mắt cùng năng lực của đối phương, tự mình tới chỉ điểm, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn tu vi tăng mạnh. Không cần khách khí. Trương Huyền khoát tay áo, nhớ tới một việc, nhìn vua. Đúng rồi, Cửu Tiêu, cho ta một giọt tinh huyết, ta nghiên cứu một chút, xem có phương pháp tăng lên huyết mạch hay không. Tinh huyết, tốt. Không chần chờ chút nào, ngón tay của Trương Cửu Tiêu nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt máu thẳng tắp bay tới, rơi vào lòng bàn tay. Chương 2363, Tiềm Xung đế quốc 1. Ta cẩn thận nghiên cứu một chút, người trước dựa theo phương pháp lúc trước ta giảng giải tu luyện. Nhận lấy tinh huyết, ánh mắt sáng lên, Trương Huyền lập tức dùng chân khí bao bọc, xoay người đi vào gian phòng của mình. Bàn tay chảo một cái, kích hoạt trận pháp cách âm, trực tiếp đi vào Thiên Nghĩ Phong xào. Nghiên cứu cái này, cần yên tĩnh tuyệt đối, ở đây an toàn nhất. Tìm địa phương ngồi xuống, tinh huyết của Trương Cửu Tiêu lơ lửng ở trước mặt, ngón tay điểm một cái, đầu ngón tay cũng bay ra một giọt, tới gần. Không có bất kỳ ăn khớp. Xem ra, ta cũng không phải thánh nhân Trương gia. Cẩn thận quan sát, một lát sau, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Căn cứ hắn dò xét, giọt máu này của Trương Cửu Tiêu, cùng huyết dịch trong cơ thể hắn không có chút ăn khớp nào. Nói cách khác, thân thể hắn trùng sinh đoạt xá, cùng thánh nhân Trương gia không có nửa xu quan hệ. Xem ra, suy nghĩ nhiều. Không phải người Trương gia, lại chúng tiên thiên thai độc. Đây rốt cuộc là vị độc sư nào rảnh rỗi như thế? Độc sư lợi hại như vậy, chạy đến Thiên Huyền Vương quốc hạ độc một tiểu gia hỏa bình thường. Thật sự là có bệnh. Bất quá, có phải người Trương gia hay không, đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng. Nếu như phải, cùng lắm thì về sau gặp được thiên tài cùng Lạc Nhược Hy thông gia kia, có thể đánh ít một trận. Không phải. Vậy đừng trách không lưu tình. Tấn thăng huyết mạch, quả thực khó mà làm được. Biết mình không phải người Trương gia, lại nghiên cứu một hồi, phát hiện muốn tấn thăng huyết mạch, thực sự quá khó, gần như không có khả năng hoàn thành, Trương Huyền giật mình. Cũng đúng, nếu dễ tấn thăng như vậy, đoán chừng nhiều năm qua, người người đều thành hạch tâm. Trước khi rời khỏi Thiên Nghĩ Phong xào, nghĩ đến thực lực của mình tăng không ít, liền tự tin tìm phân thân chiến đấu, không có ngoài ý muốn. Lần nữa bị đánh mặt mũi bầm dập, suýt chút nữa chết tươi. So với những người khác, đồng cấp có thể nói vô địch, nhưng so với phân thân, đồng cấp vẫn kém một đoạn rất lớn.
suy nghĩ một chút liền tức ói máu. Trở lại lưng thú, tiếp tục chỉ điểm cho Trương Cửu Tiêu. Không hổ là thiên tài Trương gia, dù độ tinh thuần của huyết mạch không đủ, thiên phú lại không thể chê, năng lực học tập mạnh mẽ hơn thành viên của Huyền Huyền hội quá nhiều. Ngắn ngủi 6 ngày, cả người giống như thoát thai hoán cốt, dù vẫn như cũ là nguyên thần cảnh trung kỳ, nhưng mà đơn đả độc đấu, hai gia hỏa dự thính kia chưa hẳn có thể là đối thủ. Chỉ điểm của hắn, thẳng vào chỗ yếu hại, rất nhiều chi tiết, xem như ta cũng chưa chắc phát hiện. Những sự tình này Triệu Hưng Mặc nhìn ở trong mắt, cũng cực kỳ khiếp sợ. Trương Cửu Tiêu một chút thiếu hụt sơ hở, xem như hắn cũng không có nhìn ra, đối phương lại nhắm vào chỉ điểm, không sai mảy may, nhãn lực có thể nói kinh khủng. Khó trách có thể xông đường thành công, nhãn lực phối hợp tâm cảnh. Vị Trương Huyền này, về sau đi vào Thánh Tử Điện, cũng có thể trổ hết tài năng, rực rỡ hào quang. Đã đến Tiềm Sung Đế Quốc. Phi hành đến ngày thứ 7, một thành phố khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Dựa theo thời gian suy tính, đế quốc khác tuyển chọn người hẳn đều đến, trực tiếp đi danh sư đường đi. Đứng ở trước cửa sổ, Triệu Hưng Mặc nói. Trên đường đi, Trương Huyền cũng biết, vị triệu sư này phụ trách tuyển chọn nhân viên trong phạm vi bát đại phong hào đế quốc, mấy đế quốc khác đều sớm đi, cuối cùng mới tới Thanh Nguyên đế quốc. Trước đó khảo hạch qua, lúc này đã tự mình tới nơi này, tính toán thời gian cũng không chênh lệch nhiều, có thể tiến hành thi vòng 2. Không biết, hiện tại thông qua khảo hạch đầu tiên có bao nhiêu, thi vòng 2 lại phải loại bao nhiêu người. Trương Huyền nhìn qua, Tiềm Sung đế quốc là 3 danh ngạch, 3 phong hào đế quốc khác mạnh gần tương đương 2 cái, Sùng Viễn đế quốc, Thiên Vân đế quốc. Cùng Thanh Nguyên các ngươi đều chỉ có 1, bởi vậy 8 đại đế quốc cộng lại, tổng cộng là 13 người. Trong phạm vi bát đại phong hào đế quốc, còn có 10 thánh nhân quý tộc tam đẳng. Mỗi một cái đều có 2 danh ngạch, cho nên tính gộp lại, tổng cộng có 33 người, sau thi vòng 2 còn lại 20. Triệu Hưng Mặc nói, còn tốt. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. 33 thông qua 20, số lượng đã vượt qua hơn phân nửa, nên không tính là quá khó. Không nên cảm thấy tỷ lệ cao liền xem thường, có thể đi vào 33 danh ngạch này. Không có chỗ nào mà không phải thiên tài trong thiên tài, cường giả trong cường giả, muốn từ trong bọn họ trổ hết tài năng. Độ khó bao lớn, có thể tưởng tượng được. Thấy biểu lộ của hắn thả lỏng, Triệu Hưng Mặc nhịn không được nói. Thanh Nguyên đế quốc, chính là một cái yếu nhất trong phong hào trong đế quốc, tài năng xuất chúng ở đế quốc này, trong thi vòng 2 chưa hẳn có khả năng chiếm được tiện nghi. Thực lực của ngươi, vô địch ở trong nguyên thần cảnh trung kỳ, ta cũng không thể thắng được. Nhưng Thánh Tử Điện yêu cầu là, danh sư không đến 30 tuổi. Có chút thiên tài lợi hại, đã đạt đến xuất khiếu cảnh. Nói cách khác, các ngươi đối mặt, cũng không phải là nguyên thần cảnh đơn thuần. Xuất khiếu cảnh. Đúng vậy, Tiềm Sung đế quốc có một vị thiên tài đạt đến xuất khiếu cảnh, mặc dù không có trải qua lôi kiếp, nhưng sức chiến đấu cũng rất mạnh mẽ. Trong thánh nhân quý tộc, cũng có mấy vị đạt đến loại cảnh giới này, bọn họ mới thật sự là cường giả. Triệu Hưng Mặc gật đầu. Vị trước mắt này, đồng cấp quả thực mạnh mẽ, nhưng đối mặt cũng không phải là cấp bậc tương đồng, hơn nữa đối phương cũng không có khả năng áp chế tu vi đến nguyên thần cảnh trung kỳ, lại cùng ngươi chiến đấu. Cho nên, muốn từ trong 33 người trổ hết tài năng, cũng không phải đơn giản như tưởng tượng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi. Trương Huyền thản nhiên nói. Chương 2364, Tiềm Sung đế quốc 2. Nói chưa dứt lời, chẳng những không có khẩn trương. Chẳng biết tại sao, ngược lại mang theo hưng phấn. Thực lực của hắn bây giờ, dù chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ, nhưng sức chiến đấu đã có thể so với xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Trước đó thời điểm chiến đấu với Triệu Hưng Mặc, sợ ra tay quá nặng, chỉ dùng không đến 1/5 lực lượng. Nếu những người tham dự khảo hạch này, thực lực đủ mạnh, hẳn có thể chơi một chút. Thấy bộ dáng này, biết lời của mình vào tai này ra tai kia, Triệu Hưng Mặc lắc đầu, không nói thêm lời. Thánh thú dưới thân bỗng nhiên nhoáng một cái, thẳng tắp bay về phía thành phố trước mắt. Chỉ chốc lát, danh sư đường của Tiềm Sung đế quốc xuất hiện ở trước mắt. Chậm rãi hạ xuống ở trước quảng trường, đám người vừa ra, liền thấy mấy vị lão giả tiến lên đón. Triệu sư, đi đầu tuổi khoảng chừng 60, mặt trắng không râu, hai hàng lông mày dựng thẳng, mặc trường bào màu xanh, khí thế cực kỳ cường đại. Minh lý chi nhãn vận chuyển, Trương Huyền lặng lẽ nhìn lại. Chỉ thấy thực lực của đối phương đã vượt qua xuất khiếu cảnh, đạt đến nửa bước lĩnh vực. Còn lại mấy vị, tu vi cũng không yếu, so với Tống Hiên không kém bao nhiêu, đều là cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong.
không hổ là phong hào đế quốc thứ nhất, chỉ mấy vị này, liền có thể tùy tiện để Thanh Nguyên đế quốc thay đổi triều đại, không có sức phản kháng. Triệu Hưng mặc giống như trước kia, mặt không hề cảm xúc. Nhạc đường chủ, hai vị này là Trương Huyền Trương Sư, cùng Trương Cửu Tiêu Trương Sư từ Thanh Nguyên đế quốc tuyển ra. Nói xong quay đầu. Vị này chính là đường chủ của phân bộ tiềm xung danh sư đường, Nhạc Nhất Toàn, Nhạc Sư. Bái kiến Nhạc Sư. Nghe được vị này là đường chủ, Trương Huyền cùng Trương Cửu Tiêu đồng thời cúi chào, thần thái cung kính. Triệu Sư, mời tới bên này. Nhìn bọn họ một cái, Nhạc Nhất Toàn cũng không để ý, mà lên tiếng chào hỏi, đi đầu dẫn đường. Nếu như ta nhớ không lầm, Tống Hiên và hắn có quan hệ thân thích, là em vợ của hắn, phải đi Thanh Nguyên đế quốc, là muốn rèn luyện một chút, tăng lên phó đường chủ, kết quả. Trương Cửu Tiêu truyền âm. Trương Huyền hiểu được. Khó trách một chút lễ tiết cũng không có, nguyên lai mang theo địch ý với mình. Tống Hiên làm sứ giả, tình huống bình thường, nên kiểm tra rõ ràng lại động thủ, kết quả trực tiếp muốn xử quyết đám người Tôn Cường, Hứa trưởng lão, bản thân liền có vấn đề cực lớn, chịu đến xử phạt, không gì đáng trách. Bất quá, hắn bị xử lý, không chỉ không có khả năng tăng lên phó đường chủ, thanh danh của Nhạc đường chủ khẳng định cũng sẽ dính vết nhơ, khó trách không có sắc mặt tốt. Đi thôi. Biết sự tình ra có nguyên nhân, cũng lười tiếp tục chú ý. Dù sao tiềm xung đế quốc, chỉ là chỗ đặt chân đi thánh tử điện, ở không được bao lâu, thái độ của đối phương như thế nào, quan hệ không lớn. Cùng lắm thì tránh né đối phương là được. Danh sư đường hẳn là trước thời hạn dọn bãi, không có nhiều người, chỉ có thể nhìn thấy danh sư đến đây nghênh tiếp. Thấp nhất cũng đạt đến thất tinh đỉnh phong, chừng mấy trăm người. Quả nhiên nội tình thâm hậu. Đi ở giữa thông đạo. Trương Huyền cảm khái. Danh sư thất tinh đỉnh phong, tương đương với tu vi đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, loại thực lực này, ở Thanh Nguyên đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ở đây, giống như rau cải trắng, mọc đầy đất. Không hổ là phong hào đế quốc thứ nhất. Sở dĩ tiềm xung đế quốc mạnh mẽ, là bởi vì lưng tựa linh khoáng, linh thạch đầy đủ, lại thêm danh sư đường nâng đỡ, phát triển không biết bao nhiêu năm mới có quy mô như vậy. Nhìn ra hắn khiếp sợ, Trương Cửu Tiêu truyền âm. Đối với cục diện của Liên minh đế quốc, hắn biết hết sức rõ ràng. Linh khoáng. Trương Huyền cau mày. Nghe nói tiềm xung đế quốc có một tinh nguyên thượng phẩm linh khoáng. Nguyên nhân chính là như vậy, mới hấp dẫn vô số cao thủ đến đây hiệu lực. Từ đó tiến hành tuần hoàn tốt, quốc lực càng ngày càng dồi dào. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Tu luyện, tài lữ pháp địa, tài chiếm vị trí thứ nhất. Chỉ cần có tiền, người đến đây hiệu lực sẽ nhiều vô số kể. Quá nhiều cao thủ, bồi dưỡng cao thủ đương nhiên cũng sẽ nhiều, quốc gia mới có thể càng ngày càng cường đại. Một đế quốc nghèo rất mồng tơi, ai nguyện ý tới, danh sư đường cấp bậc cao, chỉ sợ cũng thành lập không nổi. Nơi này có, tinh nguyên thượng phẩm linh khoáng. Trương Huyền hô hấp dồn dập. Đúng vậy, dường như tinh nguyên thượng phẩm lưu thông ở trong mấy đại đế quốc khác, đều là từ nơi này chảy ra. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Nếu như ta muốn kiếm loại linh thạch này, nên đi đâu? Trương Huyền vội vàng hỏi. Hắn vừa vặn thiếu linh thạch tăng cao tu vi, nơi này đã có linh mạch mà nói, linh thạch dùng để giao dịch cũng sẽ nhiều, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp kiếm, cũng không cần giống như trước, bớt ăn bớt mặc như thế. Cái này ta không biết, bất quá nghe nói tiềm xung đế quốc có chợ đen, trong đó có lưu thông tinh nguyên thượng phẩm, hơn nữa số lượng không ít, nếu như cần, có thể đi qua nhìn một chút. Suy nghĩ một chút, Trương Cửu Tiêu nói. Bất quá những tin tức này, ta cũng chỉ là nghe tin đồn, cụ thể làm sao thì không rõ ràng. Chương 2365, gắp lửa bỏ tay người, 1. Sau đó hỏi thăm một chút là được. Trương Huyền gật đầu. Mặc dù sức chiến đấu của Trương Cửu Tiêu không được, thiên phú cũng không đáng nhắc tới. Nhưng làm việc vẫn rất đáng tin cậy, đã nói như vậy, hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói. Lại nói, mặc kệ tiềm xung đế quốc có linh khoáng hay không. Thân là đệ nhất đế quốc, nhiều cường giả xuất khiếu cảnh như vậy, số lượng tinh nguyên thượng phẩm tất nhiên không ít, có khả năng tìm người hối đoái, kiếm lấy, có lẽ có thể ở đây đột phá đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Trong lòng suy tư, mọi người đã đi tới một đại điện rộng lớn, phân chủ khách ngồi xuống, Nhạc đường chủ cười cười, vung tay lên. Cho mời tất cả tài tuấn thông qua khảo hạch lần đầu. Một vị danh sư lui ra ngoài, thời gian không dài, một đám thanh niên đi đến. Có nam có nữ, đều mặc danh sư bào, ngực thêu 7 ngôi sao. Nhìn một vòng,
Trương Huyền gật đầu. Giống như Triệu Hưng Mặc nói, thực lực của những người này không thấp, kém nhất cũng giống như bọn họ, đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ, cao giống như hình đường chủ trước kia, đạt đến ngụy xuất khiếu cảnh. Không đến 30, không chỉ trở thành danh sư thất tinh, tu vi càng đạt tới loại tình trạng này, thiên tài quả nhiên khắp nơi đều có, so với mình không kém bao nhiêu. Triệu sư từ các đại đế quốc vừa đi vừa về, thực sự vất vả, ngày hôm nay đặc biệt chuẩn bị yến hội đón gió tẩy trần cho ngươi, coi như nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tiến hành thi vòng 2, ngươi xem coi thế nào. Nhạc đường chủ cười nói. Cũng tốt. Triệu Hưng Mặc suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Mặc dù không có thời gian, nhưng cũng không quan tâm chờ lâu một buổi. Vừa vặn cũng có thể để các thiên tài đến đây khảo hạch, trước thời hạn thư giãn một tí, nghênh đón khảo hạch tàn khốc hơn. Mang rượu, thức ăn lên. Thấy hắn đồng ý, nhạc đường chủ nhẹ gật đầu, vẫy tay một cái, một đám học đồ đi ra ngoài, thời gian không dài, đủ loại sơn hào hải vị được bưng tới. Xem ra đối phương đoán chắc thời gian Triệu sư về, nên trước thời hạn liền chuẩn bị rồi. Không hổ là phong hào đế quốc đứng hàng thứ nhất, rất nhanh trên bàn liền bày đầy mỹ tử mỹ thực, đều là dùng thịt thánh thú đại bổ cùng dược liệu chân quý, ra tay nấu nướng, đoán chừng cũng là mỹ thực sư cấp bậc rất cao, không chỉ hương vị ngon, trong đó còn phát huy linh tính, ăn vào trong miệng, chân khí sôi trào, đối với nguyên thần có trợ giúp cực lớn. Một bàn này, chỉ sợ giá trị không dưới 1.000 linh thạch thượng phẩm. Trương Cửu Tiêu cảm khái. Đắt như thế. Trương Huyền sửng sốt. Lúc trước vì kiếm 1.000 linh thạch thượng phẩm, hắn mất không biết bao nhiêu tâm huyết, mà bây giờ, một bữa cơm liền đáng giá nhiều như vậy. Quá kinh khủng đi. Ngươi nhìn gan kim hổ thú kia, không chỉ phải săn giết một kim hổ thú thánh vực nhất trọng, gia vị trong đó, dược liệu thánh vực liền có 4. Xuyên tức thảo, tỳ bà căn, thanh linh hoa, ngũ vị ngưu diệp. 4 loại này, cơ bản đều khoảng 50 năm, mỗi một cây giá trị hơn 100 linh thạch thượng phẩm, xen lẫn chung một chỗ. Lại phối hợp thủ pháp của Mỹ thực sư, 1.000 linh thạch, khả năng là còn thấp. Trương Cửu Tiêu êm tai nói. Ngươi cũng có nghiên cứu Mỹ thực. Nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, lúc này Trương Huyền mới phát hiện, đúng là như thế, có chút hiếu kỳ. Mỹ thực sư, chức nghiệp hạ cửu lưu, không cách nào trở thành phụ tu, chỉ cần là danh sư, cơ bản không có người đi học tập, không nghĩ tới đối phương lại biết nhiều như vậy. Ta thích Mỹ thực, cho nên nghiên cứu không ít. Trương gia cũng có mỹ thực sư chuyên môn, cung cấp nguyên liệu nấu ăn, thời điểm bình thường cũng đi theo học qua, cho nên tính toán biết một chút. Trương Cửu Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Mỹ thực ở trong mắt danh sư bình thường, là tiểu đạo, nhưng nếu như phối hợp tốt, có khả năng hình thành dược thiện, công hiệu không kém đan dược bao nhiêu. Hắn có thể ở 27 tuổi, thân là bàng chi, liền có thực lực như thế, loại thức ăn phối hợp này, tuyệt đối có tác dụng không nhỏ. Lợi hại. Trương Huyền khen ngợi. Đối với mỹ thực, dù cũng biết một chút, chẳng qua chỉ giới hạn ở giám bảo, luyện đan, thư tịch chân chính của chức nghiệp này còn không có nhìn qua, không tính là tinh thông. Có đồ ăn, có thể nào không rượu? Hai người đang trò chuyện, liền nghe nhạc đường chủ cười cười, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một hồ lô rượu. Đây là thiên thần lão nhân ủ chế thiên thần túy, mức độ chân quý hẳn là không cần nhiều lời. Ta may mắn đạt được một hồ lô. Cất vào hầm trọn 300 năm, ngày hôm nay Triệu sư ở đây, vừa vặn lấy ra, cùng mọi người nhấm nháp, chư vị, có muốn dùng một ly hay không? Nhạc đường chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, mở nắp bình ra, nhẹ nhàng đổ đầy một ly. Rượu ngon trong suốt, như là hổ phách, lại như thủy tinh treo ở trên vách ly, tản mát ra mùi thơm nồng nặc, toàn bộ đại điện lập tức bị mùi rượu phủ kín, ngửi một ngụm, cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Rượu ngon. Trương Huyền cũng âm thầm gật đầu. Dù không uống đến, nhưng khoảng cách xa như vậy, liền có hương khí như thế, độ tinh khiết của thiên thần túy kia cao, hương vị tốt, tuyệt đối không phải trước đó uống có thể so sánh được. Thiên thần lão nhân là tử thánh nổi danh liên minh đế quốc, ủ ra rượu ngon, nghe nói ngay cả thánh vực thất trọng cũng có thể say ngã. Thiên thần túy, là rượu ngon sở trường nhất của hắn, số lượng thưa thớt, vô cùng chân quý. Vô số người vì cầu một ly, tiêu tốn không biết giá bao nhiêu, lại không thể được. Vậy mà nhạc đường chủ lấy ra, để mọi người nhấm nháp. Trương Cửu Tiêu hô hấp dồn dập, ánh mắt kích động tỏa sáng. Rượu này rất nổi danh. Đương nhiên là nổi danh, tuyệt đối có tiền mà không mua được. Chỉ một chén này, 10 tinh nguyên thượng phẩm cũng không mua được. Thấy hắn không hiểu, Trương Cửu Tiêu nói. 10 viên, mua một chén rượu.
khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Chương 2366, gắp lửa bỏ tay người 2. Chiến sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, cộng lại mới có 10 viên linh thạch. Mới có thể mua được chén rượu này. Ai điên rồi, có thể làm như vậy. Ngươi đừng không tin, dù tinh nguyên thượng phẩm thưa thớt, bất quá chỉ cần có khoáng mạch, thì có thể lấy được. Nhưng thiên thần túy của thiên thần lão nhân, không phải có tiền liền có thể mua được, còn cần vận may không tốt, khả năng thấy cũng không thể thấy. Trương Cửu Tiêu lắc đầu. Thấy hắn hưng phấn như thế, nói như chém đinh chặt sắt, Trương Huyền cười khổ. Đối với rượu ngon, hắn không có khát vọng đặc biệt gì, ngược lại cảm thấy uống nhiều hỏng việc, lúc không có chuyện gì làm, cơ bản sẽ không đi thử. Thấy bộ dáng của đối phương, rất hiển nhiên, 10 viên tinh nguyên thượng phẩm có khả năng mua được mà nói, khẳng định sẽ không chậm trễ chút nào bỏ tiền. Bộ dáng này, liền để hắn có chút bất đắc dĩ. Rượu này, thật sự dễ uống như vậy, có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện tốn tiền nhiều như vậy mua sắm. Trương sư không thích uống rượu, cũng không phải mỹ thực sư, biết đến không nhiều cũng rất bình thường, người xem phản ứng của bọn hắn liền biết. Thấy hắn xem thường, Trương Cửu Tiêu biết có người ưa thích, liền có người không thích, nói. Bọn họ, Trương Huyền ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, nương theo nhạc đường chủ đổ đầy ngon, toàn bộ đại điện đều sôi trào, đám người từng cái tròng mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm chén rượu, hận không thể trực tiếp ra tay cướp đoạt. Nhạc đường chủ, chúng ta nhiều người như vậy, rượu chỉ có một ly, cho ai không cho ai, cũng không tiện a. Không bằng xác định điều lệ, ai có thể uống được thì bằng bản sự. Huyên náo một hồi, một thanh niên mở miệng. Vân sư nói không sai, rượu ngon của thiên thần lão nhân, đương nhiên phải cho người có tư cách uống, nếu không là trâu gặm mẫu đơn, uổng phí hết. Không cần biết điều lệ gì, chén rượu này ta uống định. Đừng khoác lác, ai có thể cầm tới, còn chưa nhất định. Thanh niên thứ nhất mở miệng, đám người lập tức đáp lời. Thiên thần túy quý giá như thế, đương nhiên không có khả năng mỗi người một ly, ai muốn uống. Khẳng định phải lấy ra bản lĩnh khiến người khác đều tin phục mới được. Yên tĩnh. Nghe mọi người thảo luận, nhạc đường chủ cười cười, nhìn quanh một vòng. Chư vị nói không sai, rượu chỉ có một ly, tự nhiên là cho người có thực lực nhất uống mới được. Đương nhiên, điều lệ gì gì đó không cần định, cũng không cần tỉ thí, chén rượu này, cho ai uống, trong lòng ta đã có đáp án, hắn ở trong lòng ta, là thực lực mạnh nhất, cực kỳ có bản lĩnh. Ồ, thực lực mạnh nhất. Không biết vị này là ai? Có thể để cho đường chủ khen ngợi như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút, có tư cách này hay không? Nghe được hắn nói, đám người đồng loạt nhìn qua. Bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, cường giả trong cường giả, không có trải qua tỉ thí, liền nói có người mạnh nhất trong bọn họ, làm sao có thể bội phục? Danh khí của người này không tính quá hiện ra, nhưng mà từ vương quốc một đường đi đến, liên tục xông đường hai lần, đều thuận lợi thành công. Càng làm cho Thanh Nguyên Đế Quốc thay đổi triều đại, thu vô số danh sư làm đồ đệ. Thời gian nổi danh không dài, nhưng mỗi một sự kiện đều tên tuổi lẫy lừng, để cho người ta kính nể. Nhạc đường chủ nói, liên tục hai lần xông đường thành công. Để Thanh Nguyên Đế Quốc thay đổi triều đại. Từ vương quốc đi tới. Đám người đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Trương Huyền cùng Trương Cửu Tiêu. Hai vị này là cuối cùng mới tới, dĩ nhiên chính là thiên tài của Thanh Nguyên Đế Quốc. Không sai, hắn là Trương Huyền Trương Sư. Nhạc đường chủ chỉ. Cái tên này thật biết mượn đao giết người. Trương Huyền nhướng mày, càng thêm không vui. Cố ý lấy rượu ngon, thu hút chú ý của mọi người, đợi quần tình xúc động, nói muốn tặng cho mình. Bề ngoài là tán dương, cố ý nâng mình lên, trên thực tế lại kéo cừu hận của những người khác, đưa tới đám người phản cảm. Một chén rượu, liền đưa tới cho mình vô số kẻ địch. Thật là âm hiểm. Trương Sư. Tống Huyên là em vợ ta, làm người có chút lỗ mãng, thời điểm tiến đến Thanh Nguyên Đế Quốc xử lý chuyện, khả năng làm sai một ít chuyện, nhờ có người giúp hắn sửa chữa, mới tránh khỏi ủ thành đại họa. Điểm ấy, ta cực kỳ cảm kích. Trong thời gian ngắn như vậy, liền phát hiện vấn đề, gọn gàng ngăn nắp xử lý, để Thanh Nguyên Đế Quốc xóa bỏ dung chuyển, uy tín của danh sư đường lần nữa thiết lập. Ta cũng làm không được, cực kỳ bội phục, chén rượu này, kính ngươi. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Bàn tay vạch một cái, ly rượu lập tức lơ lửng bay tới. Nghe đối phương nói, vẻ mặt của Trương Huyền trở nên có chút khó coi. Trước thừa nhận quan hệ của hắn với Tống Hiên, sau đó nói bội phục. Bề ngoài rất thẳng thắn, để cho người tìm không ra khuyết điểm,
trên thực tế lại hỏa thủy đông dẫn, kéo cửu hận của tất cả mọi người đến đây. Cũng không để cho người mượn cớ, là làm khó xử mình. Không hổ là danh sư đường đường chủ của phong hào đế quốc thứ nhất, thật độc ác. Quả nhiên, danh sư tiểu nhân lên, còn đáng sợ hơn tiểu nhân. Chương 2367, Trương sư làm sao yếu như vậy? 1. Cự tuyệt, trên khí thế yếu đi, về sau ở trước mặt mọi người, khẳng định không ngẩng đầu lên được, tiếp nhận, tự nhiên sẽ có người không phục. Suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Đang lo lắng, làm sao hóa giải cửa ải khó đột nhiên tới, chỉ thấy nhạc đường chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay điểm một cái, chén rượu lơ lửng trước mắt bay thẳng tới. Xem ra đối phương căn bản không cho mình cơ hội cự tuyệt. Mong Trương sư không từ chối, đây là một chút tâm ý của ta. Phần phật, chén rượu đi tới trước mặt. Trong nháy mắt, một cỗ áp bức nồng đậm từ trên chén rượu truyền tới, tựa hồ muốn ép thân thể của hắn sụp đổ. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Trương Huyền nhíu mày. Đối phương đưa chén rượu tới, thoạt nhìn tốc độ không nhanh, hơn nữa mang theo hương vị thân thiện, trên thực tế lại vận dụng thủ đoạn, có lẽ muốn ra oai phủ đầu. Một khi không nhận được, để rượu ngon trong đó vẩy ra, chỉ sợ không riêng gì không tôn trọng chủ nhân, càng là không biết điều. Không cần hắn nói chuyện, đám người chung quanh vốn không phục, liền sẽ nhao nhao ra tay, đánh bẹt đối phương. Cái tên này làm người tốt, hiển lộ rõ rộng lượng, còn thuận tiện âm mình. Lợi hại, đa tạ nhạc đường chủ ưu ái. Đổi lại những người khác, thủ đoạn của đối phương tới đột nhiên như vậy, khẳng định không có cách nào ứng phó, trực tiếp xấu mặt, nhưng hắn khác biệt. Minh lý chi nhãn vận chuyển, lập tức nhìn rõ rõ ràng ràng quỹ tích chân khí ẩn chứa trong đó. Không có quá nhiều động tác, đôi đũa trong tay nhẹ nhàng nâng lên, bỗng nhiên nhấn tới. Tốc độ không nhanh, lại mang theo một cỗ thường ý vô địch, thời gian nháy mắt đi tới trước mặt chén rượu, ghim thủng chân khí vây quanh ở bốn phía. Chân khí phân tán bốn phía, giống như đâm rách bóng bay, lại không còn chống đỡ, thẳng tắp rơi xuống dưới. Đũa lắc một cái, nhẹ nhàng kẹp lại. Rượu ngon đã bị kẹp lấy. Động tác liên tiếp, nước chảy mây trôi, thật giống như Nhạc Nhất Toàn yên tĩnh đưa tới rượu ngon, hắn dùng đũa tiện tay nhận lấy vậy. Ngoại nhân nhìn không ra cái gì, nhưng nhạc đường chủ lại kìm lòng không được trầm xuống. Vừa rồi hắn lưu lại lực lượng, coi như nguyên thần cảnh đỉnh phong cũng không chống đỡ được, trực tiếp xấu mặt, vị trước mắt này, dễ như trở bàn tay liền nhận lấy. Khống chế lực lượng, đã đạt đến trình độ làm người nghe kinh hãi. Căn cứ tin tức, Trương Huyền này sở dĩ mạnh, không phải bởi vì lô đỉnh kia sao? Lúc nào thực lực cũng lợi hại như vậy. Sự tình Triệu Hưng Mặc khảo hạch, đồng cấp bị đánh thảm, việc quan hệ mặt mũi, chắc chắn sẽ không nói ra, đám người Ngô Đường Chủ, Diêu Mạn Thiên, Trương Cửu Tiêu càng sẽ không nói. Bởi vậy, sự tình tu vi Trương Huyền bạo tăng, đồng cấp vô địch, coi như hắn là tiềm xung đế quốc danh sư đường đường chủ, cũng không biết rõ tình hình. Lấy được tin tức. Chỉ là từ chỗ Tống Hiên biết được. Mà Tống Hiên, chịu thiệt ở trong tay Trương Huyền, đương nhiên sẽ che lấp, nói đối phương dùng binh khí đánh lén. Cái khác, cũng không tiện nhiều lời, như vậy tin tức không giống, sẽ thành tình cảnh hiện tại. Bất quá, mặc dù khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là giường chủ, trên mặt không có chút biểu lộ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương sư, mời. Nói xong nâng chén rượu của mình uống một hơi cạn sạch. Trương Huyền cười cười. Bưng chén rượu lên, đang muốn nói chuyện, thanh niên vân sư vừa rồi kia đột nhiên đứng dậy. Chậm đã. Đám người đồng loạt nhìn sang. Vân sư, làm sao vậy? Nhạc Nhất Toàn nhìn qua. Nhạc đường chủ, vừa rồi tất cả mọi người đã nói, chén rượu này, người có thực lực đạt được. Người nói vị Trương sư này, là mạnh nhất trong chúng ta có chút không quá bội phục, muốn khiêu chiến một chút, không biết có thể không? Vân sư ôm quyền. Quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt cực kỳ khiêu khích. Thiên thần lão nhân ủ chế thiên thần túy, không có người sẽ bỏ lỡ, vô duyên vô cớ cho một gia hỏa ở Thanh Nguyên đế quốc uống, không chỉ hắn không phục, những người khác cũng không phục. Không sai, ta cũng cảm thấy nên tỉ thí một chút. Tình huống của Thanh Nguyên đế quốc, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, vị Trương sư này, nếu như ta không nhìn lầm, cũng chỉ có thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh trung kỳ, loại thực lực này. Chỉ tương đương học sinh của ta, có tư cách uống rượu, ta cũng cảm thấy không quá ổn thỏa. Người có năng lực thì được, Trương sư, dù sao tất cả mọi người cũng muốn thi vòng 2, không bằng trước để chúng ta nhìn thực lực của ngươi đến cùng ra sao. Đám người lao nhau, từng cái nhìn qua, cực kỳ địch ý.
xem ra ta vẫn là đánh giá thấp uy lực của chén rượu này. Nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, Trương Huyền có chút bất đắc dĩ. Vốn nghĩ rượu mà thôi, ai uống cũng không đáng kể, làm sao cũng không nghĩ tới, uy lực lớn như thế. Rượu ngon ta đã cho Trương Sư, xử lý như thế nào là chuyện của hắn, đừng tổn thương hòa khí là được. Nhạc Nhất Toàn nhẹ nhàng cười một tiếng. Lửa đã bị khều ra, còn lại tọa sơn quan hổ đấu là đủ. Vậy tốt, nghe hắn nói đừng tổn thương hòa khí, rõ ràng đã ngầm đồng ý, Vân Sư mắt sáng rực lên, cười lạnh một tiếng nhìn lại. Trương Sư, có dám cùng ta so sánh một hồi, thắng, rượu ngon về ta hay không? À, thua thì sao? Trương Huyền cầm chén rượu nói. Thua. Khóe miệng Vân Sư nâng lên. Yên tâm đi, ta sẽ không thua. Có thua thể hay không, không phải ngươi định đoạt, coi như thực lực của ta yếu, cũng có tỷ lệ chiến thắng. Thắng rượu ngon cho ngươi, thua cái gì cũng không lấy ra, có thể quá chiếm tiện nghi hay không? Mí mắt Trương Huyền nhấc lên, nhìn qua. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vân Sư sửng sốt một chút, khẽ nói. Chén rượu này, là Nhạc đường chủ cho đối phương, thua cho mình, tương đương với mất đi rượu ngon, thắng không được gì cả, là có chút không công bằng. Chương 2368, Trương Sư làm sao yếu như vậy? 2. Rất đơn giản, người ta đều biết giá trị của thiên thần túy, một chén này, chừng 10 viên tinh nguyên thượng phẩm. Như vậy đi, ta cũng không cá cược 10 viên. Ngươi lấy ra 5 viên làm tiền đặt cược, ta thua, lấy đi rượu ngon, thắng. Linh thạch về ta. Trương Huyền cười cười. Nhạc Nhất Toàn này, mục đích là để cho mình xấu mặt, nhưng mà tài tình lợi dụng một chút, ngược lại có thể vơ vét đám thiên tài này một chút. 10 viên tinh nguyên thượng phẩm, những người này khả năng không bỏ ra nổi, nhưng mà 5 viên. Lấy thân phận của bọn hắn, không khó lắm. 5 viên tinh nguyên thượng phẩm. Không nghĩ tới cược lớn như thế. Vân Sư nhíu mày, có chút chần chờ. Nếu không dám, vậy thật không tiện, ta trước uống rượu này. Lười nhắc nhiều lời, bưng chén rượu lên, Trương Huyền muốn uống xuống. Chậm đã. Chén rượu mới dơ lên, lại một thanh âm hét lớn vang lên, ngay sau đó lại một danh sư đứng dậy. Lão Vân, người không có can đảm, chén rượu này liền thuộc về ta. Nói xong cười khẽ, bàn tay chảo một cái hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong 5 viên linh thạch chiếu lấp lánh. Đây là 5 viên tinh nguyên thượng phẩm, ngươi kiểm tra một chút. Bàn tay lắc một cái, linh thạch bay tới. Tiện tay nhận lấy, Trương Huyền nhìn nhìn, nhẹ gật đầu. Không sai. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Lần đầu thử nghiệm, khảo hạch là thực lực, ta liền cùng ngươi tỉ thí. Có dám ứng chiến hay không? Thấy hắn nhận, cũng không lo lắng sẽ giấu đi, vị danh sư này nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi tới trung tâm đại điện. Điện đường rộng lớn, mặc dù hai bên ngồi hơn 30 vị tài tuấn, nhưng trung tâm vẫn trống mấy trăm mét vuông, luận võ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Luận võ? Trương Huyền như không còn tự tin trước đó, thận trọng nhìn lại. Không biết tu vi của ngươi cao bao nhiêu? Tại hạ nguyên thần cảnh đỉnh phong. Nếu như sợ, có thể áp chế giống như ngươi, nguyên thần cảnh trung kỳ. Thấy bộ dáng này của hắn, vị danh sư kia cười nhạo. Còn không có chiến đấu, cũng đã yếu đi khí thế, không cần so, cũng biết ai sẽ thắng. Vậy không còn gì tốt hơn. Thở phào nhẹ nhõm, Trương Huyền để chén rượu xuống, đứng dậy, đi vào địa phương trung tâm. Tại hạ Bắc Nghiệp Đế quốc Lưu Sùng Tân. Thấy hắn đi tới, Lưu Sùng Tân nhíu mày, áp chế lực lượng toàn thân lại, thời gian nháy mắt, liền tương đương Trương Huyền, đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ. Thanh Nguyên Đế quốc, Trương Huyền. Trương Huyền gật gật đầu. Chù trừ một chút, ôm quyền. Mong hạ thủ lưu tình. Ha ha, ta biết. Thấy tên này mới vừa rồi còn khí thế hung hăng muốn cược tiền đánh bạc, thời gian nháy mắt liền biến thành như vậy. Lưu Sùng Tân lộ ra khinh thường, lật tay một cái, lòng bàn tay bắt đầu ửng hồng. Bắt đầu đi. Tiến về phía trước một bước, lăng không bắt đến. Lưu Sư thoạt nhìn lỗ mãng, trên thực tế lại hết sức cẩn thận, vừa ra tay là thiết tâm trưởng. Có thể thông qua Triệu Sư tuyển chọn. Nói rõ ở trong tay hai vị dự thính chống qua ba chiêu, làm sao có thể đơn giản, Lưu Sư lỗ mãng, chỉ là cố ý biểu hiện làm cho đối phương chủ quan, trên thực tế, chân chính chiến đấu, tất nhiên sẽ cẩn thận khắp nơi. Tu luyện giả khác quen thuộc Lưu Sùng Tân lặng lẽ thảo luận. Có thể từ phong hào đế quốc trổ hết tài năng, được tuyển chọn, cái nào là nhân vật đơn giản, mặc dù Trương Huyền biểu hiện tạm được, đối phương vẫn sẽ không xem thường.
Rầm. Bàn tay rơi xuống, không gian chung quanh bắt đầu ửng hồng, như bị lửa than thiêu đốt. Thiết Tâm Trưởng, tuyệt kỹ của Bắc Nghiệp Đế Quốc danh sư Đường, võ kỹ thánh vực trung kỳ, toàn lực thi triển, uy lực cực mạnh, so với Đại Tinh La chỉ lực cũng không kém bao nhiêu. Đến hay lắm. Trương Huyền Như cũng khơi dậy hào hùng, hét lớn một tiếng, cổ tay khẽ đảo, tiến lên đón. Chiêu này của hắn, đồng dạng là một võ kỹ thánh vực trung kỳ, Hạc Vân Trưởng. Thoạt nhìn hùng hồn, trên thực tế linh động, rõ ràng không dám đón đỡ Thiết Tâm Trưởng của đối phương, ý định lấy xảo thủ thắng. Muốn lấy xảo, nằm mơ. Lưu Sùng Tân cười một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên đè ép, không gian bốn phía giống như bị bao phủ, Hạc Vân Trưởng rốt cuộc không thi triển ra được, chỉ có thể dọc theo lộ tuyến chào đón. Nhất lực hàng thập hội. Hắn dùng chân khí cường đại, trực tiếp áp chế Trương Huyền. Bành. Song trưởng đối đầu, sắc mặt Trương Huyền trắng nhợt, liên tục lui về phía sau mấy bước, giống như không chịu nổi lực lượng cuồng mãnh của đối phương, bàn tay xuất hiện vặn vẹo, giấu ở dưới ống tay áo, kìm lòng không được run rẩy. Ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, chỉ như vậy cũng muốn uống rượu. Một chiêu đắc thủ, Lưu Sùng Tân nhíu mày, cười to một tiếng. Cái này. Trương Cửu Tiêu nháy nháy mắt, khóe miệng co giật. Trương sư, làm sao trở nên yếu như vậy? Chỉ mong vị Lưu sư này may mắn. Trong mắt đầy là đồng tình. Mỗi lần Trương sư như vậy, liền có người xui xẻo, hắn dính nhiều lần, xem như có kinh nghiệm. Chương 2369, binh khí của ta có chút nặng. 1. Không chỉ hắn biểu tình như vậy, Triệu Hưng Mặc cùng hai thanh niên phụ trách khảo hạch cũng im lặng. Cái tên biến thái này, bọn họ là thấy tận mắt, đồng cấp ai đi lên cũng chỉ có thể bị nghiền ép, cho dù Lưu Sùng Tân có chút thiên phú, nhưng so với tên này, còn kém quá nhiều. Rõ ràng chênh lệch lớn như thế, lại bị đánh thân thể run rẩy, không cách nào đánh trả. Muốn nói là thật, đánh chết cũng không tin. Đáng tiếc bị Lưu Sùng Tân đoạt, sớm biết yếu như vậy, ta liền lên. Mất đi cơ hội tốt, liền vô duyên với thiên thần túy. Ý nghĩ khác biệt bọn hắn, thanh niên tài tuấn khác thấy cảnh này, từng cái mặt mũi hối hận. Nghe Nhạc Đường chủ nói, vị này xông đường thành công, càng là người mạnh nhất trong mắt của hắn. Trong lòng đều có chút kiêng kỵ, dù sao năm viên tinh nguyên thượng phẩm cũng không phải số lượng nhỏ. Vốn cho rằng thật là cao thủ trong cao thủ, không nghĩ tới yếu như vậy. Dầm. Ý nghĩ của mọi người không đồng nhất, Lưu Sùng Tân ở trung tâm hét dài một tiếng, vừa vặn nhào về phía Trương Huyền. Một cái chớp mắt, giống như mọc ra tám cánh tay, bốn phía đều là tiếng gió gào thét. Võ kỹ thánh vực trung phẩm, bát tí thông viên. Chiêu này lực lượng hung mãnh, tốc độ cực nhanh, rơi ở trước mắt, giống như mưa to tập kích, làm cho không người nào có thể phòng bị. Xem ra hắn đã nhìn ra thực lực chân chính của Trương sư này, ý định giải quyết dứt khoát, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Ngươi! Trương sư thấy hắn đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, dọa đến sắc mặt trắng bệch, theo bản năng xoay người. Ngăn cản không nổi, định dùng sống lưng mạnh mẽ chống đỡ. Đây coi như là đấu pháp bị động nhất, đã là cùng đường mặt lộ. Như vậy cũng có thể xưng là thiên tài. Nhạc Nhất Toàn cười lạnh. Tống Huyên đưa tin tới, nói hắn ở trong tay một người gọi là Trương Huyền chịu thiệt, thậm chí bị phế thành thái giám, còn tưởng rằng mạnh cỡ nào, đến nơi đây ra oai phủ đầu, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Yếu như vậy. Xem ra không cần tiếp tục ra tay, lần này sẽ bị Lưu Sùng Tân đánh trọng thương, lại không lo lắng. A hát. Âm thầm lắc đầu, kẹp một miếng thịt, đang định bỏ vào trong miệng, liền nghe Trương Huyền bởi vì quá mức khủng hoảng, dưới chân trượt đi, lảo đảo xông về phía trước. Lần này đầu đâm về phía trước, tương đương với vọt thẳng vào trưởng phong của đối phương, hoàn toàn là hành động tìm đường chết. Bất quá thoạt nhìn tìm đường chết, Lưu Sùng Tân lại biến sắc, mới vừa muốn lui về phía sau, nhưng đã chậm, đầu của đối phương mượn nhờ quán tính, rơi vào lồng ngực của hắn, thân thể cứng đờ, phun ra một ngụm máu tươi. Bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống đất, mắt tối sầm lại, ngất đi. Ây! Dường như cũng không nghĩ tới, trượt ngã một phát, có thể người đụng bay, trong đầu chóng mặt, Trương Huyền đứng dậy, tại nguyên chỗ xoay hai vòng, cực kỳ khó tin. Ta, thắng! Cái này! Hắn không rõ ràng cho lắm, mọi người chung quanh càng mở to hai mắt nhìn. Bát tí thông viên của Lưu Sùng Tân vô cùng cuồng mãnh, trên thực tế là vì che giấu mệnh môn ở trước ngực. Thật giống như con cua, cái kìm rất lợi hại, nhưng chỉ cần bị bắt sống lưng, cơ bản liền thành trang trí. Cái tên này ở dưới bối rối ngã sấp xuống, đúng lúc tránh thoát đối phương công kích,
đâm vào chỗ thiếu hụt. Thật sự là vận khí cứt chó. Vận khí xác thực rất tốt, bất quá, thiên thần túy không phải vận khí tốt liền có thể uống, còn phải có thực lực. Rất nhanh, đám người kịp phản ứng, tất cả đều cực kỳ khinh thường. Dựa vào vận khí chiến thắng, cái tên này cũng là độc nhất vô nhị. Ta thắng, những linh thạch này là của ta. Rốt cục kịp phản ứng, Trương Huyền hưng phấn thu tinh nguyên thượng phẩm vào nhẫn, bưng chén rượu lên. Chư vị, thực lực của ta, các ngươi hẳn là rõ như ban ngày, đã như vậy, ly rượu ngon này ta liền hưởng dụng. Rõ như ban ngày. Sao mặt lại dày như thế? Thật giống như người vừa rồi bị dọa hét lên không phải hắn vậy, may mắn chiến thắng, thế mà còn hùng hồn. Ta nhịn không được, muốn quyết đấu với hắn. Nghe nói như thế, đám người lập tức xôn xao, tất cả đều tức sắp nổ tung. Đùng. Vân sư vỗ bàn một cái, lần nữa đứng dậy. Lưu Sùng Tân thua, ta còn không có thua, đây là 5 viên tinh nguyên thượng phẩm, ta thua cho ngươi, thắng, rượu ngon về ta. Thân thể nhoáng một cái, Vân sư đi tới giữa phòng, híp mắt lại, mang theo áp bức. Nếu như biết tên này yếu như vậy, đã sớm xông lại, căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ. Còn muốn so? Trương Huyền lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thôi được rồi, mới vừa chiến đấu một hồi, hao tổn rất lớn. Hao tổn. Vân sư cắn chặt hàm răng, híp mắt lại. Muốn nói hao tổn cũng là Lưu Sùng Tân hao tổn có được không? Ngươi cơ duyên xảo hợp, một đầu đụng bay người ta, trên cơ bản không có dùng chân khí gì, làm sao có thể hao tổn rất lớn? Không sai, thôi được rồi. Trương Huyền xua tay, tiếp tục bưng thiên thần túy lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ uống xuống. Như vậy, ta cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Đây là 10 viên tinh nguyên thượng phẩm, ta thua, về ngươi, thắng, thiên thần túy cho ta. Thấy hắn chột dạ, Vân sư lật tay một cái, hai cái hộp ngọc xuất hiện, ngón tay búng ra một cái, bay tới, rơi ở trên bàn. Thế nào, sợ hãi? Nhạc Đường chủ tôn sùng như vậy, không phải là kẻ hèn nhát chứ? Cái này, cúi đầu nhìn một cái, cũng không biết là linh thạch quá nhiều, hay nghe đối phương kích thích, Trương Huyền cực kỳ dầu dĩ, dừng lại phút chốc. Hít sâu một hơi, giống như làm quyết định rất lớn, hàm răng cắn chặt. Tốt, ta cùng ngươi chiến đấu một hồi, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi cũng phải áp chế tu vi giống như ta. Không có vấn đề, nhưng không giống Lưu sư, ta sẽ sử dụng binh khí. Thấy hắn đồng ý, khóe miệng Vân sư nâng lên, cổ tay khẽ đảo, một cái lưu tinh chùy xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chương 2370, binh khí của ta có chút nặng. 2. Thánh khí trung phẩm, tử kim lưu tinh trùy. Dùng binh khí. Trương Huyền trần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Ngươi khẳng định muốn dùng. Đương nhiên. Vân sư cười khẽ. Vậy tốt. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tung người tới trung tâm đại điện, nhìn về phía đối phương. Cái lưu tinh trùy này, là binh khí của ngươi. Không sai. Vân sư kiêu ngạo. Kiện binh khí này, là hắn ở dưới cơ duyên xảo hợp mới lấy được. Một khi sử dụng mọi việc đều thuận lợi, dù vừa rồi tên này mưu lợi thắng Lưu Sùng Tân, nhưng dính dáng đến 10 viên linh thạch, hắn vẫn không dám xem thường, lấy binh khí ra. Có thứ này, xem như đối phương là cường giả ngụy xuất khiếu cảnh cũng không sợ, huống chi chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ. Ta cũng có vũ khí, bất quá, hình như tương đối nặng, thời điểm chiến đấu, có thể sẽ không khống chế được lực lượng. Trương Huyền dừng lại một chút, có chút chù trừ nhìn qua. Vũ khí nặng. So vũ khí nặng với ta, ha ha, yên tâm đi, ta thích nhất nặng vũ khí, không nặng, đánh nhau không có ý tứ gì. Nghe đối phương nói, Vân sư suýt chút nữa cười ngất đi. Cái tên này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Ta dùng chính là lưu tinh chùy, cùng ta so nặng. Một chùy xuống, bất kể trường kiếm, trường đao hay trường thương, đều chỉ có thể bị động phòng ngự. Cùng ta so nặng, sống nhiều năm như vậy, chiến đấu vô số trận. Còn chưa bao giờ thấy qua có vũ khí nặng hơn của hắn. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu. Trương Huyền gật đầu. Lấy ra binh khí của ngươi, để ta xem một chút. Vân sư cười to, bàn tay lắc một cái, lưu tinh chùy lập tức lơ lửng, xích sắt phát ra tiếng vang phần phật, không gió mà bay, tựa như lúc nào cũng sẽ xung kích ra, đụng người thành thịt nát. Đã lấy ra rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên ở đối diện nhún vai. Vân sư sững sờ. Đối phương hai tay trống trơn, không có nửa cái vũ khí, đùa cái gì đó. Cẩn thận trên đầu ngươi. Đang kỳ quái,
một danh sư đột nhiên hô lên. Trên đầu. Sửng sốt một chút, vội ngẩng đầu, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy ngay phía trên, một cái lô đỉnh to lớn chẳng biết lúc nào đã lơ lửng, thấy hắn nhìn tới, liền lăng không lao xuống. Ta! Kinh hô một tiếng, muốn trốn qua một bên, lại phát hiện thực lực của lô đỉnh quá mạnh, đã ngưng trệ không gian chung quanh. Lạch cạch! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị đập ra một lỗ thủng, Vân Sư mắt tối sầm lại, bị đập nằm dạp trên mặt đất, hai cái chân lòi ra không ngừng run rẩy. Binh khí của ta, thật rất nặng. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa trở lại bàn rượu, cất kỹ 10 viên linh thạch, lúc này mới chảo một cái, thu kim nguyên đỉnh vào nhẫn, nhìn về phía Vân Sư biến thành chữ đại, vừa run rẩy vừa hộc máu, thanh âm thản nhiên. Dùng binh khí, ngươi thua. Phốc. Vân Sư lại phun máu tươi. Cái này, là gian lận. Hắn từ Thanh Nguyên đế quốc tới, tại sao có thể có một cái lô đỉnh lợi hại như vậy? Cái tên này chỉ sợ có thực lực xuất khiếu cảnh A. Lần thứ nhất vận may, lần thứ hai dựa dẫm lô đỉnh, cái tên này thật là vô sỉ. Chung quanh lần nữa xôn xao. Dựa theo tình huống bình thường, hẳn là hai người chiến đấu, mỗi người biểu hiện ra tu vi, người tới ta đi, long tranh hổ đấu. Cái tên này ngược lại tốt, tế ra vũ khí lợi hại, đập đối thủ thành như vậy. Quá không theo sáo lộ an bài đi. Bất quá là Vân Sư muốn so binh khí, trước khi tỉ thí, đối phương cũng nói rõ ràng, binh khí của mình rất nặng. Trước thời hạn nói rồi, cũng không cẩn thận. Thật đúng là không trách được đối phương. Chỉ là chúng ta muốn nhìn tu vi của ngươi, ngươi lại dùng binh khí chân áp. Mặt đâu? Liên tục hai chàng chiến thắng, đủ để chứng minh thực lực của ta a. Nếu như chư vị không có ý kiến, ta chính là người thực lực mạnh nhất trong các ngươi, chén rượu này, liền không khách khí. Thu hồi linh thạch của Vân Sư thua, vẻ mặt Trương Huyền thỏa mãn, bưng chén rượu lên, lắc lư một cái, mùi rượu lập tức lan khắp nơi. Chứng minh thực lực. Nhìn thấy hắn đắc ý như vậy, đám người kìm nén đến sắc mặt đỏ lên. Lần thứ nhất vận khí tốt, lần thứ hai dùng vũ khí. Còn người mạnh nhất, cường giả, dựa vào là đánh ra. Không phải dựa không biết xấu hổ, tự mình rêu rao ra. Trương sư, ta không phục thực lực của ngươi, có dám cùng ta chiến một hồi không? Lại một danh sư đứng dậy, lực lượng trên thân tỏa ra, đại điện như ngưng kết. Cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh. Trong các thanh niên tài tuấn, cường giả chân chính rốt cục nhìn không được, muốn xuất thủ. Chương 2371, xoay nôn 1. Trương sư, vị này là thánh nhân Tiết gia, tam công tử Tiết Ngưng. Nhìn ra hỏa nói chuyện, Trương Cửu Tiêu truyền âm. Thánh nhân Tiết gia. Mặc dù là quý tộc tam đẳng, nhưng cũng không thể khinh thường, nội tình so với Tiềm Xung đế quốc cũng không hề yếu. Trương Cửu Tiêu tiếp tục nói. Thánh nhân quý tộc, dù là bất nhập lưu, cũng có truyền thừa lâu đời, có pháp quyết tu luyện thích hợp huyết mạch mình nhất, không phải đế quốc bình thường có thể so sánh được. Vị Tiết tam công tử này, chỉ có nửa bước xuất khiếu, nhưng sức chiến đấu chân chính. Cường giả xuất khiếu cảnh trải qua một lần lôi kiếp, cũng chưa chắc có khả năng chống lại. Đa tạ nhắc nhở. Trương Huyền ngẩng đầu, nhíu mày. Ngươi cũng muốn uống ly thiên thần túy này. Không chỉ là thiên thần túy. Tiết tam công tử hừ nhẹ một tiếng, trên mặt mang ngạo khí. Vốn đây chỉ là một chén rượu, nhưng nhạc đường chủ nói đưa cho người mạnh nhất, đã thay đổi chất, không riêng gì vấn đề về rượu. Nếu thực lực tên này thật tài năng xuất chúng ngược lại cũng thôi. Nhưng liên tục hai lần mưu lợi chiến thắng, thực lực của mình càng chỉ có nguyên thần cảnh trung kỳ. Loại tu vi này, tùy ý uống rượu ngon, bọn họ những con cháu thánh nhân quý tộc này, mặt mũi để ở nơi đâu? Ngươi còn muốn làm gì? Trương Huyền cực kỳ cảnh giác. Không làm gì, rất đơn giản, ta đồng dạng ra 10 viên linh thạch, ngươi tỉ thí với ta, thắng, thiên thần túy về ta, thua, linh thạch về ngươi. Tiết Ngưng nói. Cái này... Trương Huyền dừng lại một chút, nói. Ta mới vừa chiến đấu hai chàng, chân khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Như vậy đi, lấy ra 15 viên, liền so với ngươi. Hao tổn. Tiết Ngưng nheo mắt. Vừa rồi chỉ ném lô đỉnh ra, đập người nằm xuống. Hao tổn chân khí gì a? Tốt, 15 viên thì 15 viên. Biết cùng đối phương khua môi múa mép, sẽ tươi sống tức chết, Tiết Ngưng vẫy tay một cái. Căn cứ Trương Huyền này tỏa ra lực lượng, cùng tốc độ phản ứng, hắn muốn chiến thắng cực kỳ đơn giản, không có lo lắng gì. Lại nói, hàng năm Tiềm Xung đế quốc đều cùng gia tộc bọn hắn có sinh ý qua lại,
15 viên tinh nguyên thượng phẩm mà thôi, không tính là gì. Tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Ngươi cũng muốn dùng binh khí. Ta không dùng binh khí, ngươi cũng không thể sử dụng lô đỉnh. Chỉ bằng vào thực lực, công bằng quyết đấu. Tiết Ngưng vội nói. Dù thực lực của hắn không yếu, nhưng gặp được lô đỉnh của đối phương, cũng chỉ có một đường chạy trốn, đã tỉ thí, vậy liền trước thời hạn xác định quy tắc. Cái này, nghe được không thể sử dụng vũ khí, tựa hồ Trương Huyền có chút sợ hãi. Muốn đi vào Thánh Tử Điện, dựa vào là tu vi cùng thực lực của mình, mà không phải lực lượng ngoại lai, như thế nào? Cảm thấy không có thực lực, không dám đáp ứng. Thấy bộ dáng này của hắn, Tiết Tam công tử cười nhạo. Nếu như vậy, ta khuyên ngươi mau chóng để thiên thần túy xuống, loại thực lực này, không xứng nắm giữ. Tốt, tất cả mọi người đã không cần, cũng coi như công bằng. Bị lời nói bức bách, Trương Huyền cắn răng, ngẩng đầu lên. Vậy thì bắt đầu đi. Bàn tay lắc một cái, hộp linh thạch bay tới, Trương Huyền tiện tay chảo một cái, để lên bàn, đồng thời để rượu ngon xuống, lần nữa đi tới đại sảnh. A, à, hừ nhẹ một tiếng, Tiết Tam công tử lười tiếp tục nói chuyện, bước chân vạch một cái, người lập tức biến thành hư ảnh, xông về phía trước. Dù áp chế tu vi đến nguyên thần cảnh trung kỳ, nhưng tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, để cho người ta thấy không rõ lắm. Mượn nhờ tốc độ, năm ngón tay tự nhiên rơi xuống. Cường đại hơn Lưu Sùng Tân cùng Vân Sư không ít. Vừa ra tay, Trương Huyền liền biết, thực lực gia hỏa trước mắt này, so với hai vị trước cường đại hơn không ít, lúc này co rụt về phía sau, ngón tay tiến lên đón. Đại tinh la chỉ lực. Thấy tốc độ của hắn khá nhanh, Tiết Tam công tử biến chiêu, năm ngón tay giống như đánh đàn. Võ kỹ thánh vực trung phẩm, do Bão tỷ bà bán giả diện. Đôm đốp, đôm đốp. Thanh âm giòn vang, năm ngón tay cùng đại tinh la chỉ lực đối đầu, phát ra âm bạo liên tiếp, khuôn mặt của Trương Huyền tái đi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Này! Một chiêu đắc thủ, tốc độ của Tiết Tam công tử nhanh hơn, ngón tay đạn tỷ bà tốc độ càng nhanh, từng dây đàn giống như chân khí, lôi kéo khắp nơi, bao vây bốn phía. Thấy lực lượng của hắn lợi hại như vậy, ánh mắt của Trương Huyền lộ ra sợ hãi, mỗi lần song trưởng nâng lên, đều ly thể không quá nửa thước, tốc độ xuất thủ cực nhanh, ở chung quanh thân thể tạo thành một vòng phòng ngự. Tiết Tam công tử tiến công, đều bị ngăn ở ngoài vòng tròn, không có đưa đến bất kỳ tác dụng nào. Không nghĩ tới còn có chút bản lĩnh. Thấy công kích bị chặn lại, vị Tam công tử này nhướng mày. Trận đầu, đối phương may mắn chiến thắng, trận thứ hai lại mượn vũ khí. Chương 2372, xoay nôn 2. Trong mắt hắn, tên này chỉ là gia hỏa mua danh cầu lợi, có điều, chiến đấu một chiêu lập tức rõ ràng, đối phương yếu thế, khả năng chỉ là che giấu, mình vẫn còn có chút thực lực. Nhưng mà chỉ biết phòng thủ, so với hắn vẫn kém rất nhiều. Biến chỉ thành quyền, lật đổ Hoàng Long. Võ kỹ thánh vực trung phẩm, bách khả tranh lưu. Chiêu này lực quyền hung mãnh, so với bát tí thông viên của Lưu Sùng Tân chỉ mạnh không yếu. Đối phương không phải phòng ngự giống như mai rùa sao, vậy dùng nắm đấm đánh tan mai rùa. Ba 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 đùng đùng. Lực lượng cuồng bạo, tốc độ nhanh chóng, thời gian nháy mắt liền đánh ra hơn trăm quyền, có điều, công kích của hắn mạnh, phòng ngự của đối phương mạnh hơn, liên tục công kích nhiều như vậy, cũng không có đánh tan, ngược lại mai rùa càng cứng rắn hơn. Cái tên này, tâm cơ đủ sâu. Rõ ràng thực lực không yếu, lại cố ý yếu thế, dẫn chúng ta tới chiến đấu. Thừa cơ kiếm lấy linh thạch. Bất quá, thủ lâu tất thua, mặc dù ngăn được nhiều quyền của Tiết Tam công tử, khẳng định cũng bị thương. Những người khác, lúc này cũng nhìn ra, Trương Huyền không đơn giản như tưởng tượng. Tất cả mọi người là người nổi bật trong danh sư đường, cố ý yếu thế một lần, hai lần ngược lại cũng thôi, liên tục ba lần, lại nhìn không ra, cũng không xứng xưng là tài tuấn. Bất quá, mặc dù thực lực không kém như tưởng tượng, cũng không tính quá tốt. Bằng không thì cũng không đến mức chỉ phòng thủ, ngay cả một chút năng lực phản kích cũng không có. Thủ lâu tất thua, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh bại. Chân khí của Tiết Ngưng vô cùng hùng hồn, hơn 100 quyền, chỉ là làm nóng người. Ta nhìn hắn có thể thủ tới khi nào. Đúng vậy, trước đó ta cùng Tam công tử tỉ thí qua một hồi, một quyền tiếp lấy một quyền, nương theo đánh ra quyền pháp càng nhiều, lực lượng liền càng lớn, Trương sư này, dù có tí khôn vặt, nhưng muốn vượt qua, gần như không có khả năng. Trong đám người, hai thanh niên tài tuấn đồng thời nhẹ gật đầu. Hai người này, đều đạt đến ngụy xuất khiếu cảnh, trong mọi người xem như mạnh nhất,
liếc mắt liền nhìn ra ai mạnh ai kém. Thực lực của Tiết Ngưng, so với bọn hắn khả năng còn không tính cái gì, nhưng ở trong 33 vị tham gia khảo hạch, xem như tương đối mạnh. Thực lực như thế, đối phó một tiểu nhân vật nguyên thần cảnh trung kỳ từ Thanh Nguyên đế quốc tới, lại đánh không lại, bọn họ cũng không tin. Mau nhìn, tốc độ của Tiết Ngưng nhanh hơn. Lại chiến đấu phút chốc, một vị tài tuấn ngụy xuất khiếu nói. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bộ pháp dưới chân Tiết Gia Tam công tử giống như quỷ mị, cả người lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, khí lưu cuồng bạo trùng kích, không khí bốn phía không ngừng nổ tung. Bởi vì tốc độ quá nhanh, để cho người ta thấy có chút hoa mắt. Như vậy cũng có thể phòng vệ. Lại nhìn một hồi, chỉ thấy dù Trương Huyền một mực phòng ngự, thoạt nhìn như ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng mỗi một lần đều chịu đựng, không có lưu lại sơ hở, làm cho đối phương hữu tâm vô lực. Coi như có thể phòng vệ, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Nhíu mày, vị ngụy xuất khiếu cảnh thứ hai nói. Dựa theo tình huống bình thường, Tiết Ngưng công kích cuồng bạo, xem như hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh né, tìm cơ hội phản kích, cái tên này một mực phòng ngự, thế mà chặn lại toàn bộ. Thật sự là họ rùa đen. Bất quá, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Lực công kích của Tiết Ngưng, không chỉ lực lượng lớn, còn có ám kình, liên tục đánh nhiều quyền như vậy, lực lượng thẩm thấu, thực lực của hắn cũng chống lại không được, huống chi đối phương. Có thể ở trong tay ta kiên trì lâu như vậy, ta thừa nhận coi thường ngươi, có điều, đến đây là kết thúc đi. Giống như hai vị kia đoán, Tiết Tam công tử liên tục công kích, không có bất kỳ hiệu quả gì, cũng tức đến sắc mặt ửng hồng, hét dài một tiếng, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tăng vọt. Đánh lâu không xong, trên tâm tính đã có chút vội vàng sao động, định dùng ra tuyệt chiêu. Vốn chiêu này là chuẩn bị dùng ở thi vòng 2, nhưng gặp phải một mai rùa như vậy, cũng không khống chế được. Ầm ầm, lực lượng tăng vọt, tốc độ của hắn nhanh hơn, như 7-8 cái huyễn ảnh xuất hiện ở bốn phía Trương Huyền, ngay sau đó chân khí giống như dây nhỏ kim sắc, tạo thành một vòng tròn, bao phủ Trương Huyền, không ngừng thẩm thấu. Đây là kim ti trảm của thánh nhân Tiết gia. Vẻ mặt vị ngụy xuất khiếu thứ nhất ngưng lại. Hắn luyện thành chiêu này. Kim ti trảm. Vị thứ hai tựa hồ có chút không rõ lắm. Kim ti trảm của Tiết gia là mượn nhờ thân pháp cùng tốc độ cực nhanh, dùng chân khí hình thành đao, thi triển ra, thánh khí trung phẩm cũng có thể cắt đứt thành hai nửa. Vị thứ nhất siết chặt nắm đấm. Chiêu này uy lực cực lớn, nếu như Trương Huyền tiếp tục phòng thủ mà nói, rất có thể bị tơ vàng quấn quanh, không chết cũng trọng thương. Lợi hại như vậy. Vị thứ hai nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nhìn lại, chỉ nhìn một cái, liền nhìn không được sững sờ. Trương Huyền đang làm gì? Nhìn sang, vừa xem xét, vị thứ nhất cũng kìm lòng không được ngốc tại chỗ. Chỉ thấy Trương Huyền bị tơ vàng vây ở chính giữa, giống như uống say, kìm lòng không được lắc lư mấy lần, đồng thời khoa tay múa chân, làm một ít động tác rất kỳ quái, giống như nhảy múa, lại giống như sợ hãi không biết làm sao. Phần phật, động tác vừa kết thúc, Tiết Tam công tử đang thi triển kim ti trảm, tốc độ lập tức không bị khống chế, trở nên càng nhanh hơn. Đột nhiên mất đi khống chế, thẳng tắp bay ra ngoài, đụng đầu vào cây cột, ngay sau đó vẻ mặt ửng hồng, nôn ra, thân thể run rẩy. Phù phù, hôn mê bất tỉnh. Cái này, không nghĩ tới Tiết Tam công tử mới vừa rồi còn khí thế hung mãnh, lại nôn rồi choáng, vị ngụy xuất khiếu thứ hai kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ xoay quanh quá nhanh, quá nhiều, làm mình buồn nôn. Nôn. Chương 2373, mong chỉ giáo 1. Người bình thường xoay quanh nhiều cũng sẽ không chịu nổi, từ đó làm cho buồn nôn nôn mửa. Vị Tiết Tam công tử này, vì thi triển kim ti trảm, xoay vòng vừa nhiều, lại nhanh. Có thể giống như người bình thường, cũng cảm thấy không chịu nổi hay không? Dĩ nhiên không phải. Vị ngụy xuất khiếu thứ nhất lắc đầu. Nếu như không nhìn lầm, hẳn là Trương Huyền thi triển năng lực kinh hồng sư, Tiết Ngưng nhất thời không rõ, không có kháng trụ. Không nói trước tu vi đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong. Đã không còn phản ứng như người bình thường, cho dù có thể thi triển chiêu này, khẳng định cũng trải qua huấn luyện cường hóa, nếu không, người khác đánh rắm không có, mình trước nôn. Còn đánh cái rắm a? Kinh hồng sư, vừa rồi hắn giơ tay nhấc chân quả thực rất quái dị, chỉ là không có mặc hoa phục, không có động tác tứ chi khoa trương, liền có thể để Tiết Ngưng trúng chiêu. Vị ngụy xuất khiếu thứ hai có chút không dám tin tưởng. Thực lực của Tiết Ngưng ở trong bọn họ không tính là đỉnh phong,
nhưng tuyệt đối gần phía trước, nhân vật như vậy, bất kể ý chí hay tu vi, đều không có kẽ hở, một nam nhân, không có mặc quần áo đẹp, càng không có múa. Làm sao lại trúng chiêu? Tinh Hồng Sư không phải đều là mỹ nữ vui tai vui mắt, mới có thể để cho người say mê sao? Chẳng lẽ Tiết Ngưng, thích nam nhân? Tinh Hồng Sư lợi hại, nhất cử nhất động đều có thể kèm theo chuẩn mực, khiến người ta say mê. Dựa theo tình huống bình thường, muốn dùng loại thủ đoạn này công kích Tiết Ngưng, quả thực rất khó, nhưng đối phương phòng ngự thời gian dài như vậy, đánh lâu không xong, tâm tình vội vàng sao động, xuất hiện sơ hở. Mới bị đối phương phát giác, một lần trúng chiêu. Nhìn biểu lộ của đối phương, vị ngụy xuất khiếu thứ nhất bất đắc dĩ nói. Dù thực lực của bọn hắn tương đương, nhưng mình biết chức nghiệp Kinh Hồng Sư nhiều, đối phương am hiểu phương diện khác hơn. Bị động phòng ngự, tiêu hao lực lượng, để tâm cảnh xuất hiện biến hóa, chờ thời cơ ra tay. Khó trách Nhạc Đường chủ nói vị Trương Huyền này là người trong mạnh nhất chúng ta, quả thực không có đơn giản như vậy. Nghe xong giải thích, vị ngụy xuất khiếu thứ hai nhìn về phía thanh niên mừng phấn khởi thu hồi linh thạch, vẻ mặt nghiêm túc. Mới đầu, cũng giống như mọi người, cảm thấy đối phương dựa vào là vận may mới thắng Lưu Sùng Tân cùng Vân Sư, nhìn thấy giờ mới hiểu được, có thể được Triệu Hưng Mặc tuyển chọn, làm sao có thể đơn giản. Loại cường giả này, ta có hứng thú, Tôn Huynh, để cho ta đi lên thử một chút, không được, ngươi lại tới. Vị ngụy xuất khiếu thứ hai gật đầu nói. Dựa theo tình huống bình thường, dù thiên thần túy để cho người ta điên cuồng, nhưng thực lực của bọn hắn bảy biện ở đó, còn có thể khống chế được, không cần thiết chạy tới tranh đoạt, nhưng Trương Huyền này quái dị như vậy, gây nên bọn họ hứng thú. Hai ta thực lực tương đương, ngươi không được, ta khẳng định cũng không được, không cần thiết lại đi mất mặt. Vị ngụy xuất khiếu thứ nhất lắc đầu, nhắc nhở một câu. Một lát nữa thời điểm chiến đấu, đừng dùng vũ khí, đóng chặt nguyên thần, phòng ngừa kinh hồng vũ của hắn. Vị thứ hai gật đầu, đứng lên, hai tay ôm quyền. Trương Sư, tại hạ danh sư của Tiềm Xung Đế Quốc Mã Minh Hải, mong chỉ giáo. Tiềm Xung Đế Quốc, thu hồi linh thạch, Trương Huyền đang cảm khái Nhạc Đường chủ làm người tốt, tùy tiện cho một chén rượu, liền kiếm lời nhiều như vậy. Lập tức nghe được thanh âm, nhìn lại. Không sai, có dám nghênh chiến không? Mã Minh Hải nhẹ nhàng cười một tiếng. Không dám. Trương Huyền ngồi xuống. Thân thể Mã Minh Hải nhoáng một cái. Cái lời thoại này, làm sao không theo lẽ thường an bài nhỉ? Không dám. Có thể đừng hùng hồn như thế hay không? Ta cũng nguyện ra 15 viên tinh nguyên thượng phẩm, xem như cá cược. Cực kỳ buồn bực, cắn răng nói. Vừa rồi hao tổn quá lớn, đã không còn khí lực tái chiến. 20 viên, nhiều hơn nữa thì không còn. Mã Minh Hải siết chặt nắm đấm, nói còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên chẳng biết lúc nào đã đi tới giữa đại sảnh, vung tay áo một cái, một bộ cao nhân. Sao không nói sớm, ta đã khôi phục, chúng ta bắt đầu đi. Mã Minh Hải kìm nén có chút không thở nổi. Thấy qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng muốn mình dùng linh thạch đánh cược, lại nói mình không còn khí lực. Có thể muốn chút tiết tháo được không? Cực kỳ buồn bực, đang muốn nói chuyện, bên tai lại vang lên truyền âm. Đừng bị hắn ảnh hưởng, hắn là cố ý chọc giận ngươi, để ngươi trước loạn tâm trí. Chính là Tôn Huynh vừa rồi kia. Ánh mắt Mã Minh Hải run lên, gật đầu. Mới vừa rồi bị đối phương chọc tức giận, tâm tình quả thực có chút táo bạo, xem ra còn chưa bắt đầu chiến đấu. Giao chiến đã bắt đầu. Hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, cổ tay khẽ đảo, lấy ra 20 viên tinh nguyên thượng phẩm, nhẹ nhàng bắn ra, rơi vào trên bàn đối phương, vừa tung người đi tới trong đại sảnh, cánh tay duỗi ra. Mời. Đã từ trong phẫn nộ khôi phục lại. Mời. Trương Huyền gật đầu. Oanh. Cũng không nói nhảm, Mã Minh Hải đã áp chế tu vi, chân khí trong cơ thể phát ra nổ vang, thẳng tắp lao đến. Động tác của hắn khác biệt mấy vị trước đó, không có quá nhiều cuốn hút, có chỉ là cuồng bạo cùng hung mãnh, để cho người ta không thể không phòng, không thể không chú ý. Không tệ. Trương Huyền âm thầm khen ngợi. Không hổ là thiên tài, không thể khinh thường. Chiến đấu mấy trận, mình không có thi triển toàn lực, đối phương nhất định là nhìn ra cái gì, lúc này mới từ bỏ hoa chiêu, trực tiếp dùng lực lượng hung mãnh nhất công kích. Chương 2374, mong chỉ giáo 2. Như vậy coi như mình muốn thi triển những phương pháp khác, cũng bị chèn ép không có cách nào. Bàn tay vạch một cái, chân khí sôi trào, giữa hai người giống như nhiều hơn một sông lớn.
hắn không có thi triển không khí ngưng trệ, mà vận dụng chân khí của mình. Dù chỉ dùng không đến 1/10 uy lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ứng phó. Khí tức sôi trào, giống như trong đại điện nhiều hơn một dải lụa màu bạc, để cho người ta hoa mắt, khó mà phân biệt. Cái này, Lưu Sùng Tân đã tỉnh lại, nuốt ngụm nước bọt, yết hầu phát khô. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy là đối phương vận khí cứt chó, mới đánh bại mình, cực kỳ không phục. Nhìn thấy giờ mới hiểu được, vừa rồi đối phương muốn động thủ mà nói, chỉ một chiêu này, liền chống lại không được. Đến hay lắm, hưng phấn hí dài một tiếng, hai tay Mã Minh Hải xoa một cái, chập ngón tay làm kiếm, điểm tới. Tê lạp, một đạo kiếm mang gào thét mà ra, thời gian nháy mắt liền xé chân khí thành hai nửa. Kiếm ý thật mạnh, ánh mắt của Trương Huyền sáng lên. Giao chiến với cao thủ, có không ít, nhưng chưa bao giờ thấy qua kiếm ý thuần túy như vậy, đã có thể đuổi kịp 1/5 của hắn. Không hổ là cao thủ của Tiềm Sung đế quốc, vừa ra tay, liền không tầm thường. Ngón trỏ, ngón giữa cùng nổi lên, nhẹ nhàng bóp một cái, liền kẹp lấy kiếm khí, ngón tay xoay chuyển, bắn về phía đối phương. Nắm kiếm khí hung mãnh như vậy. Con người vị tôn huynh vừa rồi kia co rụt lại. Chiêu này của đối phương cử trọng nhược khinh, dù kiếm khí của Mã Minh Hải, đâm thủng chân khí Trường Hà, uy lực yếu bớt, cũng không phải người bình thường có thể nắm. Lực chú ý, lực lượng, thậm chí kiếm pháp, cũng phải có trình độ cực mạnh mới được. Xem như hắn, cũng làm không được. Trương Huyền này, chẳng lẽ thật sự là giả heo ăn thịt hổ, thoạt nhìn rất bình thường, trên thực tế lại là cao thủ trong cao thủ. Lợi hại, nhìn ngươi có thể tiếp được chiêu này của ta hay không? Thấy kiếm khí của mình bị đối phương tiếp được, thậm chí phản kích tới, Mã Minh Hải không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn con mắt tỏa ánh sáng, lần nữa thét dài, kiếm khí lan tràn, chung quanh thân thể giống như lập tức trôi lơ lửng vô số thanh kiếm, chừng mấy trăm chuôi, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Đây đều là kiếm khí hội tụ thành, cũng không phải thực chất, nhưng nếu mặc cho đâm vào trên thân, đồng dạng có khả năng đâm thủng ra, để cho người ta bị thương nặng. Là thiên phong kiếm hải. Không sử dụng kiếm, liền ngưng tụ ra nhiều kiếm ý như vậy, sử dụng vũ khí còn sẽ mạnh bao nhiêu. Kiếm khí tung hoành, uy hiếp bát phương, ta khẳng định là ngăn không được. Tất cả tài tuấn ở đây đều nghiêm túc. Tiềm Sung đế quốc nắm giữ kiếm trì, bởi vậy đi ra cao thủ, đối với kiếm đều có lý giải đặc thù. Trong kiếm trì, truyền thừa rất nhiều kiếm thuật, một trong những kiếm chiêu lợi hại nhất, chính là thiên phong kiếm hải này, thi triển một chiêu, kiếm khí tràn ngập, căn bản không có cách nào phòng ngự. Giống như đám người khiếp sợ, Trương Huyền cũng có chút kinh ngạc. Thời gian nháy mắt, thi triển ra nhiều kiếm khí như vậy, thực lực quả nhiên mạnh mẽ, mặc dù so với mình còn kém rất xa, nhưng so với Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lưu Dương. Ách, đồng cấp, Tôn Cường khẳng định là không thể chiến thắng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tránh né, đột nhiên há miệng khẽ hấp. Dầm, kiếm khí bay lên đầy trời, lập tức bị tụ lại, thẳng tắp tụ tập vào trong miệng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Thời gian nháy mắt, kiếm khí liền bị nuốt vào trong bụng. Cái này, mọi người chung quanh đều dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Nhiều kiếm khí như vậy, trốn cũng không kịp, tên này nuốt. Trả lại cho ngươi. Khiếp sợ còn không có kết thúc, Trương Huyền nuốt kiếm khí xong, hô khẽ một tiếng, vô số kiếm khí từ trong bụng hắn tạo thành một chuôi đoạn kiếm hoàn toàn do chân khí hình thành, nương theo thanh âm, thẳng tắp đâm tới Mã Minh Hải. Đoạn kiếm đón gió dài ra, lớn khoảng một trượng, còn chưa tới trước mặt, liền xé rách không khí, tựa hồ muốn nghiền nát người. A hát! Không nghĩ đối phương còn có chiêu này, sắc mặt của Mã Minh Hải trắng nhợt, thời gian nháy mắt, lực lượng trong cơ thể liên tục tăng lên, cũng không còn cách nào áp chế. Bành! Liên tục lui về sau vài chục bước, ống tay áo ở dưới kiếm phong vỡ vụn thành từng mảnh. Khôi phục lại ngụy xuất khiếu cảnh, mới ngăn được công kích, dù vậy thân thể cũng đau sắp xé rách ra, quần áo cùng bị cởi sạch, mất hết mặt mũi. Ngươi rất mạnh! Hít sâu một hơi! Đang muốn tiếp tục đè xuống tu vi, thi triển ra tuyệt chiêu lợi hại nhất tiếp tục chiến đấu, liền nghe một thanh âm vang lên. Được rồi, ngươi không phải đối thủ của Trương Sư. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Đường chủ khoát tay áo. Vâng, thở ra một hơi, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết Đường chủ nói không sai, hắn đồng cấp chỉ sợ thật không cách nào chiến thắng thanh niên trước mắt. Trương Sư thực lực mạnh mẽ, mọi người rõ như ban ngày, được rồi, tỉ thí đến đây kết thúc. Khoát tay áo, Nhạc Nhất Toàn cực kỳ buồn bực.
vốn nghĩ, mượn tay mọi người, dạy bảo gia hỏa này một chút, nằm mơ cũng không nghĩ đến, không những không thể toại nguyện, ngược lại để đối phương ra danh tiếng. Như vậy coi như thôi, bắt nạt ta xong liền không sao, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Mí mắt nhấc lên, Trương Huyền ngắt lời hắn, thanh âm càng ngày càng vang, chấn toàn bộ đại điện ong ong vang vọng. Thanh Nguyên đế quốc Trương Huyền, muốn khiêu chiến Tiềm Xung đế quốc Nhạc Đường chủ một chút, mong được chỉ giáo. Chương 2375, quần ẩu 1. Khiêu chiến Nhạc Đường chủ. Nhạc Đường chủ là nửa bước lĩnh vực cảnh. Tất cả mọi người đồng thời sửng sốt, từng cái khó tin. Nhạc Nhất Toàn là danh sư Đường Đường chủ của Tiềm Xung đế quốc, tu vi đạt đến nửa bước lĩnh vực cảnh, khiêu chiến hắn. Trương Huyền này là điên rồi, hay quá tự đại. Ngươi khiêu chiến ta. Không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra lời này, Nhạc Đường chủ sửng sốt một chút, ngay sau đó con mắt nheo lại. Không sai. Mí mắt nhấc lên, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm sao, không dám. Cái tên này mới đầu liền làm khó mình, đủ loại lấy cớ, đã sớm để hắn không vui. Mới đầu yếu thế, có thể dẫn tới những người khác che giả măng mọc đưa tới linh thạch, bây giờ thực lực bại lộ, sẽ không có người ngốc như vậy, tiếp tục xông tới. Đã như vậy liền giải quyết ân oán của mình. Không phải cố ý lừa ta sao? Vậy ta liền nhìn một chút, người có loại thực lực này hay không? Làm càn. Một trưởng lão ở sau lưng Nhạc Đường chủ đột nhiên đứng dậy. Trương Huyền, chú ý thân phận của ngươi. Ngươi bất quá là danh sư thất tinh của đế quốc nhất đẳng. Nhạc Đường chủ là danh sư chuẩn bát tinh vượt qua xuất khiếu cảnh, trực tiếp khiêu chiến, đủ tư cách sao? Tư cách. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo. Một cái huy chương lơ lửng trên không. Ta là trưởng lão liên minh của danh sư Đường Liên Minh Đế Quốc, không biết có tư cách hay không? Liên minh Đế Quốc, trưởng lão liên minh. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người giật nảy mình, từng cái vẻ mặt đỏ lên, trong mắt cực kỳ khó tin. Danh sư Đường của Liên Minh Đế Quốc cường đại cỡ nào, tất cả bọn họ đều rõ ràng, trở thành chấp sự trong đó, chính là cao thủ trong cao thủ, địa vị cao quý, trưởng lão liên minh. Quả thực là cao không thể chạm. Không chỉ đám người có biểu tình này, thân thể của Nhạc Nhất Toàn cũng cứng ngắc. Rất hiển nhiên, Tống Hiên không có truyền tin tức này tới, hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Nếu như trước thời hạn biết, cho hắn 10 cái lá gan, cũng tuyệt không dám đối phó trưởng lão liên minh. Có, tư cách. Lão giả mới vừa nói run rẩy, khuôn mặt trắng bệch. Lấy nhãn lực của hắn, đó có thể thấy được huy chương này là thật, nói cách khác, vị trước mắt này. Dù tu vi kém, cấp bậc cũng không cao, lại thật là trưởng lão liên minh. Loại thân phận này, tuyệt đối là bọn họ ngước nhìn mà không dám đắc tội. Có tư cách liền tốt. Thu hồi huy chương, Trương Huyền nhìn về phía Nhạc Nhất Toàn. Đường chủ có dám đáp ứng hay không? Cố ý dùng ly thiên thần túy này dẫn tới mọi người khiêu chiến ta, mục đích chỉ là vì báo mối thù cho em vợ mà thôi. Không cần phải nói đường hoàng như vậy, tất cả mọi người là danh sư. Điểm ấy nhãn lực vẫn có thể nhìn ra được, như thế nào, khiêu chiến ta xong. Chọc giận một vị trưởng lão của Liên minh Đế quốc, mình lại rút lui. Cái này, mối thù của em vợ, ai biết xảy ra chuyện gì không? Ta tới sớm, nghe được một chút tin tức, Thanh Nguyên Đế quốc danh sư Đường xuất hiện biến cố, Nhạc Đường chủ phái em vợ mình qua xử lý, kết quả xử lý không tốt, còn lạm dụng chức quyền, chẳng những bị người phế bỏ, còn bị liên minh xử phạt. Còn có việc này. Khó trách ta cảm thấy Nhạc Đường chủ có chút không đúng. Tất cả mọi người là người thông minh, nghe được như vậy, sao còn không rõ xảy ra chuyện gì, từng cái nhìn về phía Nhạc Nhất Toàn, vẻ mặt thay đổi. Vốn đang cho rằng vị đường chủ này dám nghĩ dám làm, khí độ bất phàm, hiện tại xem ra, là có chút tiểu nhân. Rõ ràng thổi phồng thực tế, thủ đoạn thật đúng là rất cao minh. Trương trưởng lão đã muốn so với ta đáp ứng là được. Thấy ánh mắt của mọi người không đúng, Nhạc Nhất Toàn siết chặt nắm đấm, ánh mắt híp lại. Hiện tại đã đâm lao phải theo lao, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bất quá hắn cũng rất thông minh, trực tiếp xưng hô Trương Huyền là Trương trưởng lão, tương đương với rõ ràng địa vị, hắn lại yếu thế. Dầm. Đứng dậy, đi tới trong đại điện, Nhạc Nhất Toàn nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương sư, thân là trưởng lão liên minh, địa vị cao quý, ta có thể tỉ thí với ngươi. Cũng là quá trình học tập, hẳn là không cần áp chế tu vi a. Không áp chế tu vi. Nhạc Đường chủ có ý tứ là, dùng thực lực nửa bước lĩnh vực cảnh, đối chiến với Trương sư.
Trương Sư chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ, coi như cộng thêm lô đỉnh, có thể địch lại cường giả xuất khiếu cảnh hay không còn khó nói, nửa bước lĩnh vực. Cái này có chút bắt nạt người a. Quả thực có chút quá phận, vừa rồi ta còn hoài nghi Trương Sư nói, có phải thật hay không, hiện tại xem ra, khẳng định đúng. Đám người xôn xao. Con mắt của Trương Huyền cũng híp lại. Già mà không chết là tặc a. Cái tên này thân là danh sư đường đường chủ, càng là danh sư chuẩn bát tinh, trong quy tắc, sử dụng thủ đoạn, quả nhiên một bộ tiếp một bộ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trước xưng hô mình là Trương trưởng lão, dùng thân phận tóm mình lại, sau đó hạ thấp tư thái. Mình đã là trưởng lão liên minh, lấy thân phận trưởng bối chỉ điểm đối phương, vì cái gì còn phải đè thấp tu vi. Từ bị động hóa thành chủ động. Xem ra hắn cũng nhìn ra, đồng cấp không phải là đối thủ của mình, muốn tới chơi ngược. Có thể. Trương Huyền thở ra một hơi, nhẹ gật đầu. Muốn ngược mình, vậy phải xem răng của ngươi có đủ cứng rắn hay không. Giống như người trước kia muốn ngược mình, may mắn không chết, 89 phần 10 sẽ thành đồ đệ. Đa tạ Trương trưởng lão chỉ giáo. Nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt Nhạc Đường chủ sáng lên, thân thể giãn ra, chân khí trong cơ thể lập tức sôi trào lên. Khí tức cả người giống như cự long bay vút, xông thẳng lên trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2375.